chuyện gì vậy? Cô ba, em bán xong tính đi chợ rồi vô nhà anh nè. Dạ, ba ngồi đi ba. Chuyện dài dòng lắm. Dài dòng là sao? Sao ông ở trỏng mà ra đây? Gió mái không? Má với chuyện Thành mới tới quậy. Ý trời, anh nằm nghỉ đi. Ba nằm nghỉ đi ba. Chú Hai nằm nghỉ đi. Chú Hai nằm nghỉ đi nha. Qua em coi, đỡ chú Hai nằm xuống đi. Trời đất ơi, hèn chi cái bà chủ nhà bà bớt còn có 150. Tôi cũng thấy làm lạ. Thì ra là tiền của thằng Thành nó bù vô. Bà ở gần bên, sao bà không chịu cản con qua? Bà còn hùa thằng nó nữa. Trời ơi, tôi cũng có cản rồi đó chứ. Mà ai mà dè đâu nè. Mà nhưng mà nói câu công bằng á, tôi thấy thằng Thành nó cũng là cái thằng tử tế. Chỉ có má nó với chị nó là hung dữ thôi. Nó làm bộ làm tịch, chưa có lộ mặt đó thôi. Bà không nghe người ta nói hả? Mẹ nào con nấy. Tôi không tin má nó với chị nó như vậy mà nó tốt được hả? Bà làm ơn làm phước, bà đừng hỏi han gì tới anh Hai giùm tôi nghe. Tôi lại bà, mất công anh nhớ là anh biết tích rồi nữa. Biết rồi mà. Bây giờ tạm thời cho anh Hai nó ở đỡ đây đi. Mình tranh thủ đi tìm nhà trọ khác để cho hai cha con anh ở. Tôi nói bà vậy đó. Dạ cậu. Hả? Để con đi mua cái gì đó về cho mọi người ăn nha. Chắc là mọi người cũng đói hết rồi. Ừ, đi mua được con. Nãy giờ cậu cũng đói bụng quá. Dạ. Không biết hôm qua nó có thương thằng Quý kia không. Cầu mong là hiểu lầm, chứ không tội nghiệp cho thằng cháu thôi. Dạ, cho con gửi cô. Cảm ơn cô nghe. Ê, anh làm rớt tiền nè. Ừ, cảm ơn nghe. Mua bánh chuối đi con. Dạ, ngon lắm á. Lấy cho con một cái đi. Anh Tốn, em xin lỗi, em không nhận đâu. Em đã có người yêu rồi. Là gì? Là anh Thành. Cái anh mà lần tụi côn đồ ăn hiếp em, anh ra tay giúp em đó, anh nhớ không? Con cảm ơn cô. Nè. Cái gì nữa? Cho cô nè. Tự nhiên anh cho tôi. Thì cô thích. Bộ anh khinh tôi không có tiền mua hả? Tôi không có tùy tiện lấy đồ của người khác đâu. Tôi có khinh cô đâu. Thì coi như tôi cảm ơn cô đã lượm tiền giùm tôi. Nè. Tặng cô đó. Ê, tự nhiên tốt với mình vậy. Ba thấy trong người sao rồi ba? Ba đỡ rồi. Từ trê cô ba với thằng Tốt đâu hết rồi? Dạ, chú Tự ở dưới ghe. Anh Tốt đi mua đồ ăn rồi cùng với dì ba đi coi nhà trọ cho mình. Ba đừng giận con. Con xin lỗi ba. Con không cần xin lỗi ba. Ba chỉ cần con hứa với ba, từ nay về sau con đừng có gặp mặt thằng đó nữa. Một chút thật tốt là gì? Ba sẽ nói chuyện đám cưới của hai đứa. Ba, nếu con cãi lời ba thì đi ngay lập tức đi. Ba không muốn thấy mặt con nữa. Trời sắp xế rồi,
mà cậu cũng chịu khó lặn lội xuống đây nữa hả? Một ngày xa em là lòng anh bức rất không yên. Sẵn dịp má anh qua ăn dỗ người bạn. Bảy ơi! Bảy ơi Bảy! Dạ! Con ra coi cậu ba về kìa. Dạ. Trời ơi cậu ba. Qua đâu rồi? Trời ơi, làm giúp việc nhà chứ đâu phải là làm bốc xếp đâu. Trời ơi, trời ơi. Con sao vậy nè? Ô, nặng quá. Con làm cái gì? Sao mà mẹ uống? Mẹ uống sao dữ vậy? Qua đâu? Qua. Qua đâu? Không có qua bông gì hết trơn cái vô. Qua. Trời ơi, trời ơi. Làm cái gì mà khiến Trời. Bảy, đi ra lấy cho bà cái thau nước. Dạ. Cái khăn. Khổ ghê vậy đó cái thằng nè. Ai lột đồ vậy? Xích vô. Trời đất ơi, cái thằng này. Anh Phú làm không hết việc mà nó đi nhậu xỉn cho được à? Thiệt tình cái thằng này. Qua. Wow. Hoa hoa cái con khỉ nè. Nó kêu tên nhỏ đó kìa má. Cái thằng này. Nó xỉn mà còn kêu tên con nhỏ đó là mê muội con nhỏ đó lắm rồi đó. Đợi nó tỉnh lại rồi má dần nó một trận. Con thấy cách tốt nhất á, má cưới Bích liền cho nó đi, để có Bích về quản nó. Nè. Trời ơi. Nước nè bà. Đây đây đây. Để đây để đây. Dạ. Đi pha ly nước chanh đi. Dạ. Nè, mà cái con Bích đó cũng kỳ nữa. Sao mà nó thông đồng với thằng Thành gạt mình? Thì tại tính nó tốt bụng mà nó thương thằng quỷ này nè. Thì tại quỷ này năn nỉ nó quá thì nó phải nghe lời thôi. Rồi tự một mình buồn đổ bệnh nằm ở nhà kìa. Trời ơi, thì ra là vậy đó hả? Tội con nhỏ quá. Hay là để chút nữa má qua thăm rồi nói chuyện với nó luôn. Để chút nữa con chở má đi. Mà để chiều chiều mắt má một chút, trời nắng quá. Với lại con còn phải ngủ nữa. Trời. Con ngủ giấc nha má. Qua. Cái thằng này. Qua ơi. Qua. Cái thằng con với cái. Nó không chọc tức mình, nó không có chịu được hay sao ấy mà. Đơn nhị ca chén rượu đoán thầy hơi men còn phan bất đầu môi. Trên lối quả đồ muôn nẻo ngược xuôi. Anh mang chế cả mong đạp thành phá lì. Trời không tựa lòng người dũng sĩ nên dưỡng nghe trận tiền anh phải chịu xa cơ. Ai còn bày ra chế cuộc tống tửu đau thương. Lễ đưa tiễn rượu đào hoa nước mắt. Chén rượu năm xưa kết giao tình bạn hữu. Còn chén rượu ngày nay dứt đoạn nghĩa kim bằng. Ây, hát cái gì mà nghe buồn thúi ruột luôn hả? Dì ba. Con. Những bài hát hay á, toàn là những bài buồn không à. Bà với anh Tốt đi tìm nhà sao rồi? Có rồi. Tôi với anh Tốt mướn được cái nhà nhỏ. Cái nhà cũng gần sông lắm con. Băng qua lộ là tới liền hà. Dạ. Với lại cũng tiện cho tôi với ông để thường xuyên tới thăm anh hai. Với lại cái bến nó cũng rộng rãi, dễ neo ghe. Được à. Qua nè. Sáng mai mình dọn luôn đi. Cái mình tới mình đặt cọc nhà. Cái ta giao nhà cho mình luôn, hen. Dạ. Mướn được nhà rồi con sẽ nấu bún riêu rồi gánh đi bán. Ừ, tạm thời mình tính vậy đi. Chừng nào bán có lời rồi mình nhiều tiền mình tính tiếp. Dạ. Hen. Chú Tư, anh Tốt, tiền con với ba con để dành ở trong ghe bị cháy hết rồi. Nên tiền hồi sáng chắc là lâu lắm con mới trả được cho chú Tư với anh Tốt. Ôi, mình là cái chỗ quen thân,
con đừng có nói cái chuyện tiền bạc. Đối với chú Tư ba, cái tiền bạc nó không có quan trọng. Mà chú Tư quan trọng nhất á, là sống sao cho nó có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Còn tiền nó giấy á, mai mốt á, mình kiếm lại được. Chứ cái tình nghĩa tìm nó khó lắm con, thấy không? Dạ. Cậu Tư nói phải đó em. Em không cần phải trả cho anh đâu. Như vậy sao được? Em sẽ trả góp từ từ. Khỏi đi em. Tiền của thằng Tốt, nó lo cho con với anh hai thì cứ để cho nó lo. Tôi không có trả tiền cho thằng Tốt đâu. Ủa anh hai? Ủa thì nãy giờ chắc không có ngủ. Ba nghe hết rồi. Ủa nãy giờ chưa ngủ hả? Tự nhiên nằm nghỉ tóc mụn ngồi vậy á? Tôi muốn nói rõ một chút. Rõ cái gì? Qua. Dạ. Con qua bên kia ba nói chuyện một chút. Qua đây con. Dạ. Thì qua bên kia đi. Đứng cho có đôi có cặp đi. Tốt. Dạ. Chú sẽ không trả số tiền đó cho con. Nếu đó là tiền của con rể, chú nó lo cho chú. Còn nếu con ngại cái chuyện hồi sáng thì con cứ nói. Chú không có trách gì con đâu. Chú và con qua sẽ trả góp cho con từ từ. Giữa con qua với thằng Thành có gì đâu. Chẳng qua là cái nhà đó làm quá lên thôi. Chú hai à, con để ý thương qua từ lâu lắm rồi. Con muốn cưới qua làm vợ. Con muốn suốt cuộc đời này sẽ lo lắng và chăm sóc cho qua. Con hứa với chú, con sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương qua một điều gì hết. Con hứa với chú đó. Đồng quỷ nè, không ngờ cũng sến dữ ha. Vậy thì tốt rồi. Con sao qua? Con có chịu lấy thằng Tốt không? Con nói đi. Ba sẽ nói chuyện đám cưới của hai đứa. Nếu con cãi lời ba thì đi ngay lập tức đi. Từ nay về sau ba không muốn thấy mặt con nữa. Dạ. Vậy thì mình cứ như dự tính hồi sáng đi anh hai. Ờ. Bà ba. Hả? Ngày mai á, bà phụ dọn nhà với con qua xong á, bà đi con ngài giùm tụi tôi luôn nha. Dạ. Cô ba giúp giùm tụi tôi nghe. Ôi, em coi hai đứa tụi nó như là con cháu của em vậy đó. Để đây em lo cho. Em lo từ A đến Z luôn. Được dạ. Chưa? Anh cứ yên tâm hen. Cảm ơn cô ba. Ngày mai á, em qua nhà Nga họp đi nha. Thôi, em nói em không đi mà. Để chị đi rước cho. Chứ thấy học ở nhà một mình toàn ngủ gục không à. Hai hứa nha. Hai mà để ông Quý đi rước nữa là em giận hai luôn á. Ủa má, dạo này má không thích ăn thịt hay sao á? Mà lâu lâu nhà mình có thịt, má cứ nhường hết cho tụi con vậy. Má đâu thích ăn thịt đâu. Với lại ăn cơm với rau á, đạm bạc vậy mà nó nhẹ bụng, dễ tiêu quá. Má, ăn rau vậy sao mà đủ chất. Má chờ con một thời gian đi. Con đảm bảo nhà của mình sẽ không phải sống dè sẻn như vậy. Má thì chủ yếu mình sống làm sao cho vui vẻ thoải mái, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Chứ có nhiều tiền nhiều khi cũng không tốt đâu. Sao lại không tốt hả má? Bây giờ tất cả cái gì cũng phải giải quyết bằng tiền mà. Không dám đâu hai. Có nhiều thứ á không có mua được bằng tiền đâu. Em ví dụ như là tình cảm chẳng hạn. Nè, bây giờ không còn cái thời một túp liều tranh hai quả tim vàng nữa đâu nha. Cơm áo gạo tiền đủ thứ hết. Thử coi có đánh nhau sức đầu mẻ trắng hay không. Ở đó mà mộng mơ. Không phải ai cũng thực tế như hai đâu. Cái đó người ta gọi là khôn ngoan. Hả? Chết, chị Thảo qua. Ủa, có Bích à. Vâng, nhớ nói với chị Thảo là chị bệnh nha. Mà hai đã khỏe rồi mà. Thôi con, chị hai nói vậy cứ làm như nó muốn đi. Chào chị. Dạ. Thảo con. Dạ, có chào dạ, chị. Dạ mời chị vô nhà. Dạ chào bác. Dạ, cảm ơn chị. Chào dạ mời chị ngồi. Dạ. Tôi nghe con Bích nó bệnh, cho nên là tôi kêu con Thảo chở qua thăm con Bích đó. Dạ. Dạ. Má con có ít bánh với sữa gửi cho con Bích với bé Dân. Trời ơi, chị dạ. Qua thăm là quý rồi, chứ còn quà cáp như vậy tôi ngại quá. Chỗ thân tình mà chị, trước sau gì cũng là. Dạ chị. Chị con Bích nó làm sao rồi chị? Dạ nó còn đang mệt. Tội nghiệp con nhỏ. Cũng tại thằng Thành. Chị cho tôi vô thăm Bích chút xíu nha chị. Dạ. Dạ mời chị.
Dạ. Dạ trong này. Dạ. Đi má. Dạ mời chị. Dạ nó nằm trong phòng. Mời chị vô. Bích ơi. Bích ơi. Bác Hội với lại chị Thảo tới thăm con nè. Dậy đi dạ. Con. Ngồi đi chị. Chào bác. Con. Chào chị Thảo. Sao rồi em? Bác nghe con Thảo nó kể hết mọi chuyện rồi. Lỗi là tại thằng Thành hết trơn á. Hồi sáng má với chị tới gặp con nhỏ đó dằn mặt nó rồi. Từ nay nó không có dám đeo bám thằng Thành nữa đâu. Em yên tâm nha. Dạ. Thì ra là anh Thành có người yêu rồi. Vậy mà ảnh còn hẹn chị hai của em đi ăn kem. Đúng là đồ bắt cá hai tay mà. Thôi. Không có đâu em. Tại con nhỏ kia nó rù quến thằng Thành thôi. Chứ bây giờ thằng Thành nó tỉnh ngộ rồi. Nó chỉ có mình chị hai em mà. Bác, con thành thật xin lỗi bác vì con đã nói dối bác. Tại anh Thành ảnh năn nỉ con quá. Mà con thì con thương ảnh nên... Bác biết. Bác không có trách gì con hết á. Là lỗi của thằng Thành. Từ nay về sau con đừng làm như vậy nữa. Chỉ thiệt thân mình thôi à. Có chuyện gì á, con cứ nói với bác để bác xử nó cho. Em yên tâm đi. Thằng Thành á, nó sẽ không gặp con nhỏ đó nữa đâu. Con nhỏ đó sao sánh bằng em được. Má chị á, chị ưng em làm con dâu thôi à. Chị Út à, chị cũng đừng có giận thằng Thành nha. Tôi cũng rầy la nó dữ lắm rồi. Nó sẽ không có dám qua lại với con nhỏ kia nữa đâu. Tôi mong là chị cho phép tụi nó qua lại tìm hiểu với nhau nha chị. Dạ. Má, má thương con, má đừng có giận anh Thành nữa nha má. Tôi thì không sao. Chỉ mong cho con Bích nó hạnh phúc là tôi vui rồi. Cảm ơn chị. Dân à, con cũng đừng có giận anh Thành nữa nha. Dạ, không biết là anh có bắt cá hai tay tiếp không nữa. Nói kỳ cục vậy con. Thôi mà. Nếu mà chị hai con không giận ảnh thì thôi con không giận luôn. Được như vậy thì bác mừng quá rồi. Thôi cũng trễ rồi, bác với chị Thảo về để con nghỉ ngơi nha. Dạ con cảm ơn bác. Em cảm ơn chị Thảo. Không có gì đâu. Thôi chị về nha. Dạ. Con về nha dì. Chị về nha Dân. Chào dạ. Chị nha. Chào cái bác. Dì con về. Dạ, chào dạ, chị Thảo. Dạ. Dạ chị về. Anh Thành á, ảnh tệ như vậy. Lừa gạt hai. Hay là hai đừng có qua lại với ảnh nữa. Còn bao nhiêu là người tốt hơn ảnh kìa. Thiệt ra anh Thành không có tệ như em nghĩ đâu. Ảnh cũng đâu có yêu chị, nên đâu có gọi là bắt cá hai tay được. Vậy sao bữa hổm hai nói là hai người đi ăn kem để tìm hiểu. Đáng lẽ ra tụi chị đã có tiến triển rồi. Tự nhiên xuất hiện con nhỏ thương hồ đó. Chị không biết là nó dùng bùa mê thuốc lú gì mà anh Thành mới gặp nó mấy lần đã nói yêu nó, từ chối tình cảm của chị. Má thấy á, rõ ràng là ngay từ đầu thằng Thành nó đâu có yêu con, cho nên nó mới tới với con nhỏ kia liền như vậy chứ. Bích à, tình yêu không phải như những thứ khác đâu. Không phải con cứ giành là được. Với lại má thấy có nhiều đứa hơn thằng Thành, con cứ đeo theo nó làm chi vậy. Má, tình yêu cũng có thể thay đổi mà. Má thấy bao nhiêu người yêu nhau sống chết cũng chia tay đó. Huống gì anh Thành với nó cũng chỉ mới bắt đầu. Nói về ngoại hình gia cảnh, chỉ có anh Thành là người xứng đáng để con lấy làm chồng thôi. Con không cần là người anh Thành yêu nhất. Con chỉ cần là người duy nhất và cuối cùng ở bên ảnh, quản lý hết tài sản của gia đình ảnh, với tiềm lực của họ và khả năng của con. Con nhất định sẽ tạo dựng sự nghiệp, chứ không phải suốt đời làm thuê như bây giờ. Sao em?
có chuyện gì vậy em? Anh Tốt, chuyện đám cưới á, em chưa có yêu anh. Nếu em đám cưới với anh như vậy sẽ rất bất công với anh. Hãy anh cho em thêm thời gian, chỉ cần anh lên tiếng ba sẽ đồng ý. Thật lòng là em muốn có thời gian để yêu anh, hay là muốn dùng nó để trì hoãn với anh? Em sẽ không qua lại với anh Thành nữa. Em muốn có thêm thời gian để quên đi chuyện tình cảm này. Như vậy em mới có thể toàn tâm toàn ý làm vợ của anh được. Hồi sáng khi anh nhìn thấy em bị mẹ con bà Hội la mắng và chửi bới, anh tức giận và buồn lắm. Thật sự anh muốn đám cưới sớm để anh có thể danh chánh ngôn thuận, lo lắng bảo vệ cho em. Anh sẽ không để cho ai phải làm em đau khổ nữa. Hoa, có thể em cho là anh ích kỷ, cũng bởi vì anh yêu em. Chỉ cần em ở bên cạnh của anh thôi, anh sẽ chờ đợi tới khi nào mà em chấp nhận anh thì thôi. Hòa, em đồng ý nha. Thôi anh đi ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm nữa. Thành, dậy ăn sáng kìa em. Tôi không ăn đâu, nhức đầu quá. Hôm qua uống say quá mà. Em nhớ hết chứ bộ. Không biết sao chạy xe về nhà nổi nữa. Thì ra là em yêu cô gái Thương Hồ đó hả? Sao anh hay biết? Em xịn quá cho nên không biết gì thôi. Hôm qua má với chị hai em kiếm tới nhà cha con cô đó, chửi quá trời luôn, rồi còn đòi tiền nữa. Cái gì? Anh Thành nói thiệt hả? Ừ. Con Bích nó quá ranh ma, sẽ khó khăn cho mình trong việc đoạt tài sản. Nếu như thằng Thành lấy con qua, không chỉ loại được con Bích mà ba già kia sẽ tức giận, gia đình xào xáo thì càng có lợi dụng. Má, chị hai, sao hai người lại qua nhà qua kiếm chuyện với người ta làm chi vậy? Thái độ gì đây? Chưa hỏi tội mày nói láo. Hẹn hò qua lại với con nhỏ trôi sông lạc chợ đó, bây giờ còn làm dữ nữa hả? Qua là cô gái nhà lành, em với qua yêu nhau, má với chị hai không có quyền xúc phạm người ta. Nó là cái thá gì mà mày không cho tao xúc phạm nó? Má là má của con, bây giờ con gì một con nhỏ nghèo mạt hạng đó mà lớn tiếng với má hả?
con từ nay không được qua lại với nó, nghe chưa? Má, bây giờ không phải là thời phong kiến, mà chuyện tình cảm của con phải nghe theo lời của má. Con cũng đâu phải mù quáng mà đi yêu người không ra gì. Cái thằng này má đang nói chuyện mày làm gì vậy? Thành, nè nè, con không nghe lời má hả? Anh Phú, chặn nó lại cho em. Giữ nó lại. Thành à, Thành, Thành à, em đi đâu vậy? Má kêu em kìa. Em đi qua nhà quá. Thành à. Trời ơi, tôi kêu anh cản nó làm gì đứng như trời trồng vậy? Em thấy nó khỏe như vậy, làm sao anh cản được? Má, trời, cô thấy có gì thì từ từ khuyên nó nha má. Từ từ, nhưng mà từ từ. Đợi nó đứa con nhỏ nó về hả? Thằng quỷ nó cứng đầu như vậy á. Má, dùng bị phát mạnh đi má. Bây giờ hai đứa đi lại đó kêu nó về cho bằng được. Coi tình hình sao rồi tính. Nhưng mà tụi nó dữ lắm, lỡ có chuyện gì rồi sao? Trời. Hay là qua kêu đám công nhân nhà máy đi với mình, có gì đập cho tụi nó một trận luôn. Ý, em làm như vậy đâu có được, lỡ có gì mang tiếng chết đâu em. Còn có pháp luật mà, hả? Ba ngày ban mặt họ không có dám làm gì đâu. Thôi được rồi, nếu em sợ cứ để đi một mình. Vậy mình anh đi đi, em ở nhà an toàn hơn. Kêu nó về bằng được cho má nghe chưa? Dạ. Đó, má thấy chưa? Má chiều nó riết rồi nó quen. Má lấy vợ liền cho nó đi, coi có phải êm chuyện hơn không? Bình thường thì má cũng tân tiến, đâu có bắt ép uổng gì nó đâu. Để cho nó tự tìm hiểu. Ai dè lần này nó ngu dữ vậy? Đi lựa cái con nghèo mạt hạng hả? Đợi bích hết bệnh đi cưới nó liền, không có chờ đợi gì nữa hết. Đúng, má phải mạnh tay lên. Nó không nghe lời má, má cắt tiền đuổi nó ra khỏi nhà, cho nó biết sợ là gì. Cậu Thành. Ủa, gì sao? Qua dọn đi rồi hả gì? Hôm qua má cậu mới vừa về thì con qua nó dọn đi luôn. Má cậu với chị cậu tới chửi người ta quá trời. Tôi thấy tội nghiệp cho hai cha con. Rồi dì có biết qua đi đâu không? Tôi không biết, bởi vì qua nó dọn đi nó không có nói với tôi không có biết. Dạ, cô cảm ơn dì. Thành à. Anh Phú. Hả? Bây giờ qua dọn đi rồi, mấy người hài lòng chưa? Anh còn tới đây chi nữa? Em đừng có hiểu lầm, hôm qua chỉ có má với Thảo tới thôi. Anh thật sự không biết, nếu anh biết là anh đã cản rồi. Má với Thảo cũng thiệt là quá đáng mà. Em xin lỗi này, em không ngờ là má với chị hai lại biết chuyện này. Từ đó tới giờ má luôn đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà. Nếu như em thật lòng bị qua, em phải đấu tranh với má. Bây giờ qua bỏ đi đâu em còn không biết đi đâu nữa nè. Ở đây qua có người thân nào không? Có dì ba với chú Tư. Để em ra ngoài em hỏi thăm nha. Em đi đi, có gì cần anh giúp thì cứ nói nghe. Dạ. Sao giờ này còn chưa về nữa? Ông thấy ngày nào được? Linh sinh cái vụ hôm qua, tôi muốn cưới càng sớm càng tốt. Thằng Thành với con qua đâu có gì đâu. Nhưng tôi thấy hình như con Hoa nó có tình ý với thằng đó thiệt. Hôm qua nay nó đâu có nói là nó không có tình cảm với thằng đó đâu. Thằng Tốt nó cố chấp dữ lắm, nhưng mà nó không chịu cưới ai ngoài con Hoa đâu. Chắc anh hai anh cũng muốn cưới nhanh thôi. Không ăn gì đi,
Mình về mình cứ nói hai ngày cho anh chọn. Ừ. Đi. Có cần nhìn lại không? Đi phải nhìn phía trước. Nhìn phía sau đang té dập mặt hả? Ê trời, bà bị cái gì vậy? Chị Út, trời đất chị ơi. Út, chị bị sao vậy? Bà có sao không? Bị sao vậy? Trời đất ơi. Từ khó thở. Đi, vô. Thôi vô. Ngồi xuống đây cho nó khỏe cái đi. Thuốc bà để đâu ạ? Trong phòng mà. Ê, đi đâu vậy? Nhà ta phụ nữ, nghe cái đi liền à. Để tôi. Trời ơi, cái bà này. Nè, uống đi. Uống từ từ thôi. Thấy đỡ chưa? Để tôi kêu tụi nó về. Đứa đi học. Đứa đi làm hết rồi. Không có đứa nào ở nhà đâu. Trời ơi, có gì đâu. Lâu lâu tôi bị hoài. Lâu lâu cái nó làm mệt. Trời ơi. Đi rồi uống thuốc rồi nghỉ ngơi chút hết. Không sao. Sao mà không đem thuốc ra mà uống? Quên hả? Nè, cảm ơn hai người nha. Thôi bây giờ tôi khỏe rồi đó. Đi về đi. Ủa bà, ngoài cái câu mà đi về đi đó, còn cái câu nào khác hơn nữa không? Mấy chục năm nay hãy bà gặp tôi cái bà kêu đi về đi. Tôi nghe riết cái câu đó tôi muốn thuộc lòng. Vậy sao được? Bà ở một mình. Rủi bà lầm mệt trở lại. Rồi không có ai thì sao? Thì mới uống thuốc rồi. Khỏe. Không có sao hết á. Thôi về đi. Nữa thấy không? Nè, con Bích nó sắp về rồi. Bà ở lại với bà một chút, đợi con bà về nghe. Tôi về trước. Được rồi. Chú Tư, sao chú? Hồi nãy má con bị bệnh, chú với dì Ba đưa má con về. Vậy hả chú, con cảm ơn chú nha. Má, má có dân sao về không? Rồi hả con? Dạ thôi dì. Thôi nó về rồi, tôi đi về nha. Dạ, cảm ơn con chị. Con coi chừng má nha. Dạ. Má, má có sao không má? Má có làm sao đâu. Ê, má trời, nghỉ đi má rồi. Chưa về nữa hả? Tôi đứng đây tôi đợi bà về luôn. Tôi coi bộ bệnh bà cũng nặng lắm đó. Cả chục năm nay vậy đó. Tối ngày cứ làm bộ. Tôi thấy coi bộ cũng còn quan tâm bà lắm á. Chồng bà chết lâu rồi. Xong tới với bà luôn đi. Bà khùng hả? Tới gì? Già hết rồi. Sao? Làm như tôi không biết. Còn bà không cho đúng không? Ủa sao bà biết? Tôi nhìn tôi biết ngán con Bích rồi. Đừng hòng qua mặt tôi. Nãy á, nghe bà nói Bích sắp về rồi. Đật đật đi ra đi về liền. Con Bích là con gái lớn của bà. Nó biết tôi. Còn cái con hồi nãy là con Dân. Nó không có biết quan hệ giữa tôi với bà. Hồi chồng bà chết, tôi có gặp bà. Lúc đó má bà còn sống. Má bà sợ bà bỏ nhà theo tôi nên không có cho tôi gặp bà. Lúc đó con Bích nó cũng có mặt. Nó nghe lời bà ngoại nó. Nó không có ưa tôi. Thì ra là vậy. Kể từ đó tới bây giờ tôi cũng tránh không muốn gặp bà. Ủa, vậy là mỗi lần về đây không có gặp bà hả? Lâu lâu đi ngang nhà ngó vô chút vậy thôi. Biết cái món gì bà thích á thì tôi mua tôi để ngoài hàng ba đó cho bà. Trời, vậy mà nói già hết rồi. Xạo. Thì già chứ. Nhưng hết tình cũng còn cái nghĩa chứ. Chứ không phải cố chấp nhưng tốt sao? Hồi nãy em nói vậy mà. Cố chấp thì thiếu gì cái chuyện cố chấp, chứ đâu phải cái chuyện cưới vợ đâu. Tối ngày làm bộ làm tịch. Kệ tôi, mắc mớ rồi tới bà. Sao mắc mớ? Mắc mớ cái gì? Thì hồi nãy đó mắc công phụ ông, đưa bà về. Để cho ông đưa một mình phải có ý nghĩa hơn không? Hiểu. Thôi đi về. Hiểu gì? Đi về đi.
Vậy tự nhiên cái đứng nhà ta ông cãi dở hơi không. Thiệt nha, em bán khúc nào có chợ nổi vậy? Định mướn ghe tới ủng hộ em. Cá khét kìa Hoa ơi. Dạ. Nhiều quá. Nè, có sao không vậy? Em không sao. Trời ơi, Hoa, con bị sao vậy? Dạ, con không sao ba. Trời đất ơi, bỏng quá trời rồi nè, còn nói không sao nữa. Chờ anh chút nha. Nè, ngâm tay đỡ đây đi. Anh đi mua thuốc về sức, nếu không sẽ lột da đó. Rồi, chờ anh nha. Con thấy ba chọn đâu có sai phải không? Thằng Tốt nó lo cho con ghê chưa? Còn con đầu óc để đâu mà bị phỏng dữ vậy nè? Hay là con nhớ nhung thằng đó phải không? Cái thứ công tử bột như nó, tối ngày chỉ ăn bám má nó thôi. Con bị má nó, chị nó chửi con như vậy đó, rồi nó có dám ra mặt để binh vực con không? Không phải đâu ba, chỉ là con đang nghĩ tới chuyện đám cưới sắp tới thôi, chứ con không còn nghĩ tới những người giàu có đó nữa. Ừ, con nên quên hết đi. Con sắp lấy thằng Tốt rồi, lo mà chăm sóc thằng Tốt, rồi quán xuyến chuyện gia đình. Dạ, con biết rồi. Ừ. Trời ơi, đi nhanh giùm cái đi. Cái gì đâu mà lề mề không biết nữa. Từ có gấp ở đâu, bà mập mà sao bà đi lẹ quá. Tôi mập kệ tôi. Đi nhanh đi rồi về nói cho anh biết. Còn sống lâu lắm, đi chi cho nó lẹ, bộ mơ chết sao gấp dữ vậy. Đi, nhanh. Anh Hai ơi. Ôi. Ừ, chú Tư Dương của ba hả? Tôi ra liền. Dạ. Qua, anh yêu em. Anh biết là em cũng yêu anh mà. Em có yêu anh tốt, tại sao phải gượng ghép mình? Ôi, nó mệt quá trời quá đất, lậu theo cái bà này xiệt, chịu không nổi luôn. Lề mề hả? Sao rồi? Hai người đi coi ngày tới đâu rồi? Nói chung là bữa nay tôi coi được 2 ngày. Dạ đúng rồi, 2 ngày. 2 ngày. Dạ ông nói thì tôi nói. Bà lo nhiệm vụ rót nước đi. Nè, coi như là coi được 2 ngày. Ừ. 17 tháng này nè. Ừ. Không á là 20 tháng 6. Ừ. Đó anh tính coi ngày nào được. Ừ. Hoa ơi, Hoa, ra bà nói chuyện chút coi. Dạ chú Tư gì ba? Chú Tư với cô ba đi coi thì được 2 ngày, 17 tháng này với 20 tháng 6. Mà tháng 6 thì còn tới 2 tháng nữa lận. Không ấy làm luôn tháng này. Chú Tư thấy sao? Trời trời, có gấp quá không anh? Bữa nay là mùng 7 rồi, còn có 10 ngày nữa thôi đó. Thì mình làm đơn giản mà, có gì mà sợ không kịp cô ba? Trời ơi, tôi thấy hai bên gia đình đều đơn chiếc hết đó. Giả lại mình đâu có mờ nhiều ở đâu. Con thấy sao qua? Dạ con sao cũng được hết á, tùy chú Tư với ba con à. Thôi vậy đi, rồi quyết luôn. Thanh, làm gì ngồi đây hoài vậy hả? Lần nào tao đi ngang đi về tao cũng thấy mày ngồi đây, mày ngồi đi suốt vậy hả? Con đợi gì ba xa, bình thường chị đi bán về rồi, sao tới giờ này vẫn chưa thấy về nữa? Hồi sáng á, bà nhổ neo bà đi với ông Tư Trê rồi. Hả? Bà có gặp gì nè? Bà nói bà không có neo cái bến này nữa đâu. Thiệt hả? Rồi dì ba đi đâu, có nói cho dì Năm nghe không? Không, bà sắp đi rồi. Bà gấp vậy đó, bà chỉ nói được vài câu thôi à. Nhưng mà tao nghĩ bà chỉ neo gần đây thôi, chứ không có bỏ đi xứ khác đâu. Dạ, cảm ơn dì. Thôi để con chạy đi kiếm thử. Ừ. Ê, cái thằng này, nói nghe nè, cho dì đi kén đoạn đường được không? Thôi con đang gấp mà.
Lúc nào hả nó gặp cái mặt tôi là nó gấp không hả? Hả nó đụng tới tôi là nó gấp vậy đó. Không bao giờ có cơ hội để đi ké xe nó. Thôi đi bộ. Cha con tôi cũng không còn ai hết, chỉ còn ông chú họ ở Tuốt dưới Sóc Trăng. Mà xa xôi quá cũng gấp nữa, chắc tôi không có mời. Đợi cho khi nào tụi nó cưới xong rồi đi xuống dưới thăm rồi chào hỏi luôn. Bên nội thằng Tốt cũng không còn ai, chỉ còn chú tôi với mấy đứa cháu ở cái răng á. Để tôi với thằng Tốt mua vé xe xuống đó mời ông lên đây làm chủ hôn luôn. Vậy thì đàn trai đông quá, thôi tôi làm bên đàn gái cho. Tất nhiên là phải nhờ cô ba rồi. Má con Ba đâu có còn, có sai sót gì cô ba nhớ chỉ giùm tụi nó nghe. Dạ anh yên tâm. Ta nói bây giờ mình chỉ may áo dài cưới thôi. Qua à? Dạ. Ngày mai dì dẫn con đi mua vải, rồi mình đi may luôn hen. Chỗ này dì quen, cho nên kêu ta may gấp gấp rồi mình lấy luôn. Dạ. Còn cái tiệc cưới thì có vài mâm thôi, để em nấu luôn cho anh. Dạ, hai. Cảm ơn cô ba nhiều. Vụ đám cưới coi như xong đi, có gì vụ nấu nướng gì đó bàn sao cho nó kỹ. Dạ. Rồi tới ngày đám cưới, cậu cháu tôi tiếp tục neo ghe ở đây. Rồi sau đám cưới, hai đứa con tính sao? Đi ghe tiếp tục hay là hai đứa muốn lên bờ? Dạ, tùy giờ qua quyết định cậu Tư. Dạ, nếu mà được thì con muốn lên bờ, tiện chăm sóc cho ba con. Cuộc sống trên bờ cũng thuận tiện hơn. Ba có thể tự lo được mà. Ba nói thiệt, cuộc sống thương hồ rất là cực. Biết bao nhiêu người cứ đeo bám vì có mối mang, với lại quen cách thức buôn bán. Giờ nhà mình mất hết tài sản rồi, mà thằng Tốt cũng đâu có nhiều tiền đâu. Lên bờ rủi là mang không được rồi tính sao. Ba thấy là hai đứa cứ nên tiếp tục đi ghe thời gian đi, chừng nào mà đủ vốn rồi á rồi hãy lên bờ. Cái này vì ba thấy ba con nói phải đó. Bây giờ về cậu để cái ghe lại cho hai đứa con. Thằng Chính rảnh á, nó có bán cái ghe cũ nhỏ hơn. Cậu mua ghe đó rồi lấy ba cái đồ lặt vặt rồi chèo bán gần gần đây để hủ hỉ với anh hai. Con á khỏi phải lo cho anh hai. Nói vậy thì tôi sẽ xuống ở chung với chú luôn. Hai ông bạn già hủ hỉ với nhau, chứ tôi ở trên bờ hổm rài nó khó chịu gì đâu á. Nhớ sông nhớ nước quanh quẩn ở đây, đâu phải đi đâu xa đâu, tôi chịu nổi mà. Em thấy vậy cũng vẹn cả đôi đường đó. Hai đứa bay thấy làm sao nè? Qua, hay là mình nghe theo chú hai đi em. Đợi thời gian rồi mình tính tiếp. Dạ. Nè Tốt à, cái gì mà chú hai chú ba vậy? Con gọi đại ba một tiếng được không? Đúng rồi, gọi đại một tiếng ba nghe cho nó êm tai cái coi. Mất cỡ gì, dân trong nghề đã biết mà. Dạ ba. Vậy mới được chứ. Để anh xem coi. Ủa, thím Tư Sang nói chú Tư Trê đậu ghé đây mà. Bích à, tới giờ nghỉ trưa rồi, em về nhà ăn cơm đi. Dạ, em còn một chút nữa mới xong, anh về nhà trước đi. Ừ, vậy đi trước nghe. Dạ. Alo, nhà máy xây Thành Hội xin nghe à. Alo. Alo. Hmm.
Alo, anh Phú hả? Tôi là nhân viên của nhà máy. Chị tìm anh Phú có chuyện gì không? À, tôi định lấy gạo ở nhà máy. Tính điện cho anh Phú hỏi giá. Bây giờ chị đang ở đâu? Chị muốn lấy gạo loại nào? Tôi ở ngoài chợ thôi. Tính mở tiệm bán gạo. Mà tôi đang bận chút việc nhà. Tôi gọi điện cho chị sao? Dạ. Alo, nhà máy xây Thành Hội xin nghe. Bích hả em? Hôm nay thiệt khỏe chưa mà đi làm vậy? Dạ, em cũng khỏe nhiều rồi chị. Với lại nhà máy nhiều việc quá, em phải tranh thủ. Ráng giữ sức khỏe nghe chưa. À, anh Phú có ở đó không em? Dạ, anh Phú mới vừa về đó chị. Anh đi rồi hả? Làm chị tính gọi điện cho ảnh, nhờ ảnh mua thuốc giùm cho má. Bác Hội bị sao hả chị? Má bị chóng mặt sáng giờ, cũng tại cái thằng Quỷ Thành á. Cãi má nên má tức. Bộ anh Thành vẫn còn qua lại với cô kia hả chị? Nghe anh Phú nói, con nhỏ đó bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Thằng Quỷ Thành á, một mực đòi đi kiếm. Từ sáng tới giờ chưa có ló cái mặt về nhà nữa. Em cũng chuẩn bị về ăn trưa. Hay là để em ghé mua thuốc cho bác luôn nha. Vậy em mua giùm chị nha. Chứ trưa nắng quá, chị làm biến đi quá. Dạ, để em qua liền. Cảm ơn em. Tuyết à. Anh Tuyết. Em sao vậy? Em thấy trong người khó chịu quá. Lúc này em có điện tới nhà máy tìm anh mà không được. Trời ơi, vẫn còn nóng quá. Hôm qua tới giờ không bớt. Có khi sốt xuất huyết không chừng. Hay là anh chở em đi khám bệnh nghe. Anh chở em đi không được đâu. Rủi người ta nhìn thấy rồi sao? Anh điện cho em chiếc xe ôm đi. Em tự đi được. Nếu có người nhìn thấy thì anh nói là cho em quá gian. Không có sao đâu. Đi, đi em. Đi em, tranh thủ, nhanh lên. Trời ơi, nóng quá. Chị Thảo, tới rồi hả em? Dạ. Bác Hội đỡ chưa chị? Duyên quá nha. Má chị nghỉ ở trong phòng á. Dạ. Em có mua liều thuốc cho bác nè. Mà em chỉ mua 2 cữ thôi. Cữ trưa với cữ chiều. Bác uống thử trước. Nếu mà bác chưa có khỏe thì ngày mai chị đưa bác đi khám cho chắc ăn nha chị. Chị cảm ơn em nha. Anh Thành chưa có về hả chị? Chưa. Đợi tối nó về, má chị sẽ xử nó. Em yên tâm đi, má chị đã quyết định sẽ qua nhà hỏi cưới em. Thiệt hả chị? Ừ. Nếu được thì coi ngày cưới gấp luôn đi. Để em về em quản nó, em chịu không? Được như vậy thì tốt quá. Được làm dâu của bác Hội, rồi được làm em dâu của chị nữa. Nhưng mà em chỉ sợ. Khỏi phải sợ cái gì hết. Má chị đã quyết thì thằng Thành nó phải nghe theo thôi. Nếu không, má chị sẽ từ nó, cắt hết tiền bạc. Còn cái con nhỏ trôi sông lạc vợ đó hả? Đừng có mơ vô nhà chị. Dạ, em cảm ơn chị. Giờ thôi em về nha chị. Để má em đợi cơm. Dạ. Anh Phú, anh có nói với em là ảnh về nhà không? Sao giờ chưa thấy nữa? Hồi nãy ảnh không có nói rõ là đi đâu hết. Em nghĩ chắc là ảnh ra ngoài ăn cơm. Rồi sẵn ảnh đi công chuyện luôn đó chị. Ừ, thôi em về đi. Vậy thôi em về nha chị. Ừ.
Chú Tư! Chú Tư! Ủa, trời đất ơi, sao mày biết tao đây mày? Trời ơi, con chạy dọc theo mấy nhánh sông sáng giờ á, tới giờ mới kiếm được chú nè. Mày làm ơn làm phước mày đi giùm tao một cái. Tao với mày coi như không có quen biết gì hết trơn. Không thôi má mày với chị mày tới chửi tao, chửi ông bà ông giải tao, tội nghiệp tao mày. Chú Tư, con thiệt là không có biết má con với chị con. Tới nhà gây sự với Hoa. Bữa hôm đó con xịn quá, con ngủ từ hôm qua tới sáng nay luôn á. Chú Tư, Hoa dọn đi đâu vậy? Chú cho con biết đi. Tao báo cho mày một cái tin vui, là nói với thằng Tốt còn 10 ngày nữa là đám cưới rồi. Tốt nhất á là mày làm ơn mày về nhà với má mày đi, mày đừng có kiếm nó nữa. Thôi mà chú Tư, con năn nỉ chú Tư đó. Khỏi con năn nỉ gì hết. Chú Tư, chú Tư, con năn nỉ chú mà. Tao đá mày cái dập mặt, mà đừng lì lộn nha. Con muốn gặp Hoa để nói rõ mọi chuyện với Hoa. Hoa không có thương anh Tốt, sao mày lấy anh Tốt được? Sao mày biết nó không thương? Thằng Tốt nó hơn mày nhiều. Nó không có má với chị giữ như má với chị mày. Hồi xưa ông bà mình á có yêu đương gì đâu, cũng sống hạnh phúc, sanh con đẻ cháu ầm ầm mười mấy đứa. Bây giờ mày buông ra chưa? Không á, tao la làng lên, tao nói mày cướp xe, xe tao đó. Xe của con mà. Ủa xe mày hả? Tao nói mày cướp ghe. Cướp ghe đâu? Chú Tư mày, chú mày, Tư hả? Chú Tư mày, chết rồi mày. Chú Tư, Tư, chú Tư. Chú Tư, chú Tư, chú Tư hả? Xuống đây, xuống đây liền. Trời ơi, chú Tư, chú Tư. Tạm biệt mày nghe lỗ mũi nhọn. Chú Tư hả? Chỉ cho con biết chỗ của Hoa đi mà. Chỉ cho mày cái cụ chú Tư thôi. Chú Tư, chú Tư, chú Tư. Thời tám về mệt rồi Hoa. Chú Tư, chỉ cho con biết cho mà chú Tư. Chú Tư, chú Tư. Xây Thành Hội xin nghe ạ. Tôi á, bên đại lý gạo Tư Hưng nè. Đợt này á, là tôi không có lấy gạo bên cô nữa nha. Ồ, sao vậy chị? Mình hợp tác lâu rồi mà. Hay là gạo bên em có vấn đề gì hả? Không, tại bên Vạn Lợi gạo ngon ngang ngửa như bên cô, mà giá nới hơn nữa. Kêu cô bớt mà cô không có chịu bớt gì hết trơn. Dạ,
Nếu mà bên em bớt được á, thì em đã bớt cho chị lâu rồi. Vậy thì coi như mình hết duyên hợp tác ha. Tôi không có lấy gạo bên cô nữa, lấy ở bên Vạn Lợi rẻ hơn. Vậy chị cứ dùng thử bên đó đi, rồi so sánh, có gì chị hợp tác lại bên em nha. Vậy thôi nha. Anh Phú. À. Ủa, nhà em này có chuyện gì mà sanh ra trễ vậy? Không, anh tranh thủ về nhà ăn cơm, rồi chạy tới vài đại lý ở dưới chợ huyện á, chào giá với họ luôn. Hồi nãy có bên đại lý gạo Tương Hân gọi điện cho em, không lấy gạo bên mình nữa. Đừng nói là lấy bên Vạn Lợi nữa nghe. Ừ. Chắc là anh phải nói với má thôi. Có mấy công nhân cũng nộp đơn xin nghỉ đó anh. Họ nói là bên nhà máy mình hay tăng ca, mà tiền công thì lâu rồi không lên. Mà có thể họ sẽ qua bên Vạn Lợi. Em nghe nói ở bên đó họ trả lương cho công nhân cao lắm. Thì anh cũng muốn tăng lương cho họ lắm. Nhưng mà em cũng thấy đó, mối mang đã bị dành hết à. Tiền lời thì ít lại, làm sao mà anh tăng lương được chứ. Anh nghĩ chắc là anh phải thuê người khác thôi. Nhưng mà những người công nhân đó tính ra làm cho nhà máy mình đã lâu, họ có nhiều kinh nghiệm, nếu tuyển người khác chưa chắc bằng. Anh cũng biết. Ừ, nhưng mà đâu còn cách nào khác nữa đâu. Mướn người mới thì mình đào tạo lại từ từ, rồi họ cũng sẽ thạo việc thôi. Dạ. Hai mày đi không có mắt hả? Mày không có mắt mày mới không thấy tao có mắt á. Kiếm chuyện hả cô Hồn? Đồ cà chớn, đã yếu mà đòi gà gió hả mày? Quất nó cho tao. Mày đồ cô Hồ, có chừng tao nha mày. Hai bay nhớ mặt tao á. Cái gì? Ê, mày đánh nó, đánh nó. Mày quay lại mày, chửi tao mày. Nó gan lắm á, dám giỡn mặt với tao hả? Ủa, anh Thành, bữa nay nhậu mình sống hú tụi em vậy anh? Cho em ngồi nhậu chung bàn cho vui ha. Hai tụi mày đi ra chỗ khác. Mới tới anh chả đuổi rồi kìa. Ủa, bỏ anh thất tình hả đại ca? Đi. Vậy thôi, tụi em qua bàn khác. Dạ, anh em nhậu đi. Nhậu mình vui nha. Qua, qua. À, mà con, chào con. Bác. Mời bác ngồi. Bác uống nước nha. Con mời bác uống nước. Bác ra nhà máy coi làm ăn sao rồi. Ủa, thằng Phú nó đi thu tiền đại lý rồi hả? Dạ, anh Phú đi từ chiều tới giờ rồi bác. Bộ anh Thành chở bác tới đây hả? Bác đi ra ôm, đâu có cho nó đi được. Tụi cướp còn chưa bị bắt, nó ở nhà an toàn hơn. Bác có một mình nó là con trai duy nhất đó. Dạ. Bữa hổm con giúp cho nhà máy chuyện Tư Sang đó, bác nói thưởng cho con. Rồi rốt cuộc cái lu bu cái chuyện thằng Thành, mấy bữa nay đâu có ra nhà máy đâu. Dạ, anh Phú cũng có nói với con là cuối tháng này kết lương cho con, rồi cộng thêm luôn đó bác. Tiền đó là nhà máy thưởng cho con, còn cái này á là bác thưởng riêng cho con. Dạ thôi, con không dám nhận đâu. Gì vậy? Với lại chuyện nhà máy con làm cho gia đình bác là chuyện nên làm mà. Con cầm đi, không cầm là bác giận á. Dạ, con cảm ơn bác. Còn một chuyện nữa, thằng Phú á, hồi đó giờ nó làm cũng không có cái gì đáng chê trách. Nhưng sau cái vụ Tư Sang vừa rồi á, bác thấy không có yên tâm lắm. Bác thì bác biết là con rất tận tâm với nhà máy, còn bác á, thì bác già rồi,
đâu có thể nào mà biết hết những cái chuyện ngóc ngách trong nhà máy được. Nhưng mà cái này nè, nhà máy là tâm huyết của dòng họ nhà bác mấy đời nay rồi. Cho nên bác muốn con phụ bác trông coi cái chuyện nhà máy. Dạ. Nếu như có cái gì mà nó không có rõ ràng trong cái chuyện quản lý của thằng Phú á, thì cô báo liền cho bác. Dạ. Sao lâu quá vậy không biết nữa. Anh Tốt tới kìa. Thưa ba. Anh Tốt. Dì ba. Ờ. Ủa, cậu Tư con đâu? Cậu Tư con đi đâu giờ này chưa thấy về nữa. Thường thì giờ này về rồi. Bữa nay đi đâu mà giờ này chưa về vậy không biết. Sao kỳ vậy? Nói nào ngay em hay cà rỡn. Có khi nào ông bị lật ghe thì không trời. Trời gì ba. Cái mày nó bạ vậy của ba. Vậy sao giờ này chưa về? Để con đi tìm cậu Tư con nghe. Ờ. Dạ, để em đi chung với anh. Ờ đúng rồi. Hai đứa con đi đi nhanh nhanh tìm ông đi. Rồi gì cũng đi vòng vòng tìm ông luôn. Hay là tôi đi với cô ba đi. Không được, anh phải ở nhà. Để là ông về, anh còn nói lại là tụi tôi đi kiếm ông chứ. Phải đi không? Đi tụi con, túa ra đi kiếm em. Đi con đi nghe ba. Đi bên đây. Trời ơi, giờ này em mày chưa về mà mày còn ngồi đó mày coi tivi được nữa. Giờ không lẽ mấy kêu con đi kiếm nó? Hay là lát nữa thằng Phú nó về, kêu đi kiếm nó giùm tao cái đi. Nó đi cả ngày rồi. Thôi mời cục vàng cục ngọc của má quá. Thôi mày im đi. Nó về rồi đó. Kìa, quý tử của má về rồi kìa. Đó, cục vàng cục ngọc của má đó. Má chiều riết nên nó mới vậy á. Lớn rồi không làm gì ra hồn hết á. Toàn cái chuyện không à. Đó, muốn nói gì nói về đi. Rồi đó hả? Dạ thưa má, con mới về. Ê cái thằng kia, mày coi tao với má như là người vô hình vậy đó hả? Vậy chứ giờ chị muốn gì? Má, con nó nói chuyện với con kìa. Cuối tuần này má sẽ qua nhà chị Út Thương, rồi nói chuyện với người ta về cái vụ mà bàn chuyện cưới hỏi con Bích á, cho con. Má, má nói cái gì vậy? Con nói là con cưới Bích hồi nào? Mày không nói nhưng mà má quyết định được không? Con nói rồi đó, con không có yêu Bích. Má không có quyền sắp đặt chuyện hôn nhân của con. Sao? Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn, mang nặng đẻ đau, rồi bây giờ mày vì cái con nghèo mạt đó mày nói tao không có quyền hả? Con lúc nào cũng yêu thương và kính trọng má hết đó. Nhưng cái chuyện này con không thể nào nghe lời má được. Con không nghe lời thì từ nay về sau đừng có gọi má bằng má nữa. Má đừng có vô lý vậy. Con không có thương Bích thì cứ về sau hạnh phúc được. Con Bích có cái gì không tốt? Đừng có mơ cái nhà này cho cái con trôi sông lạc chợ đó vô làm dâu nha. Vậy thôi đi. Con nói rồi đó, tóm lại con không có muốn cưới Bích đâu. Nếu như mà má tự quyết định chuyện này thì tới ngày cưới không có chú rể ráng chịu, đừng có trách con. Nè, nè cái thằng kia, mày không dạ hả? Trời đất ơi, con với cái à, nó muốn làm tao tức chết đi được mà. Má, má cưới đi cưới con Bích đi, đừng có nghe nó hù. Mình phải quyết định nhanh, nếu không nó cưới con kia về bây giờ á. Dạ, má. Nhưng mà thằng Thành nó cũng cứng đầu dữ lắm. Rủ như bàn chuyện cứ hỏi xong nó không chịu, có phải là mình mất mặt không? Thằng Phú nó nói cũng đúng đó. Chuyện nắm cưới để từ từ đi. Trước mắt bây giờ là giải quyết cái con nhỏ đó đó. Má, hay là mình mướn giang hồ xử nó đi, bắt nó đi biệt xứ, khỏi gặp thằng Thành nữa. Ờ, chuyện đó chắc là chưa cần đâu em. Anh có hỏi thằng Thành, nó nói là chưa tìm được con nhỏ đó. Có thiệt không? Dạ thiệt. Hay là nó làm bộ nó nói vậy để mình khỏi có lợi kiếm con nhỏ kia. Ờ. Con nhìn cái bộ dạng của nó, con biết nó nói thiệt mà. Ờ. Cũng có khi con nhỏ đó nó sợ nó bỏ đi thiệt á chứ.
Nhưng mà con thấy nó không có dễ dàng như vậy đâu. Cái tuổi đó nó trơ trẽn lắm. Thôi, để vài ngày nữa coi sao rồi tính tiếp. Dạ, má, đây là sổ sách thu chi và tiền lời tháng này nè má. À. Ủa, sao tháng này ít hơn nhiều so với mọi khi vậy? Dạ, có mấy đại lý gạo, họ từ chối, không chịu lấy gạo bên mình, mà lấy ở bên Vạn Lợi đó má. Đúng là mấy cái người phản bội. Mai mốt mấy cái người đó quay lại mua của mình, anh đừng bán. Chưa chắc họ quay lại đâu. Bên đó gạo cũng giống bên mình thôi, mà giá lại nới hơn nữa chứ. Má, hay là mình hạ giá, bán cạnh tranh đi má. Hạ xuống nữa thì còn được lợi bao nhiêu, chẳng khác nào mình làm không công. Thôi kệ hả, để coi coi mấy cái nhà máy đó nó trụ được bao lâu. Má. Gì? Sẵn má cho con tiền xài tháng sau đi, con hết tiền rồi. Gặp mày là xin tiền, gặp mày là xin tiền hả? Đây. Mệt hả? Bực bội. Má thiệt, mất mối mất tiền mà má làm như không có chuyện gì, tỉnh bơ à. Chắc là má đang lo chuyện của thằng Thành thôi. Mệt ghê. Thiệt tình. Cậu Tư. Trời đất ơi, nãy giờ mọi người lo lắng cho cậu Tư quá trời luôn. Hả? Không biết là có chuyện gì hay không nữa. Tao không cần ai lo cho tao hết, mày lo cho mày kìa. Mai thức gì sớm à, đóng cái ghe lại, banh chành cái mũi hết rồi kìa. Sao vậy cậu? Đã cái thằng uống dịch vật thằng Thành á. Anh Thành hả chú? Trời ơi, nó chạy theo chú cả ngày nay. Nó hỏi con ở chỗ nào nguyên một buổi chiều. Chú sợ nó tìm ra cái chỗ con. Chú phải chạy vòng vòng, cuối cùng nó nhảy một cái một banh cái ghe, banh cái mua ghe chân à. Nó chạy lên tao quăng nó xuống sông, tao chạy về đây luôn. Nè, phòng tay luôn nè. Chặt cái chân luôn. Cũng có thằng ôn dịch cái thằng Thành. Dạ, con xin lỗi chú. Có gì đâu xin lỗi con. Cái thằng quỷ đó nó cứng đầu lắm. Coi bộ nó không dễ bỏ cuộc đâu à. Con phải cẩn thận nó. Dạ. Thôi, đi vô ăn cháo đi. Anh Hai đợi chổng kìa. Dạ, đi anh. Anh về chú Tư. Để con đỡ cậu. Đi được không? Được. Chút tôi lấy dầu qua tôi bóp cho. Trời ơi, lấy ghe mà chặt cái chân mới vô duyên. Dì bác. Hả? Cái gì? Gì? Cái gì mà hớt hơn hớt hải vậy? Ngày mai anh Thành có kiếm dì ba á. Dì ba hẹn cho con gặp ảnh. Trời trời, cái gì vậy? Còn 10 ngày nữa đám cưới rồi đó. Con muốn anh Hai tức chết hả? Dạ không, dì ba đừng có hiểu lầm. Con không còn tình cảm với ảnh đâu. Con muốn gặp ảnh để nói rõ ràng. Chứ không thôi ảnh cứ đi theo chú Tư, để làm phiền dì ba chú Tư hoài cho coi. Ừ, vậy cũng được. Để mai dì hẹn cho con. Mà con muốn chừng nào? Ê, mà cẩn thận nha. Coi chừng ông Trê với thằng Tốt biết là mệt á. Sáng sớm ngày mai chú Tư với anh Tốt đi xuống Cái Răng mà đám cưới rồi gì. Vậy hả? Tới ngày mốt mới về. Hay là chiều 4 giờ con nói với ba con là con đi may áo dài cưới. Xong rồi vậy ba hẹn với ảnh ở bến cũ giùm con nha. 4 giờ hả? Dạ đúng rồi. Ở bến cũ đúng không? Dạ. Ờ được rồi, để dì hẹn nó cho. Đi vô đi để ông nghi, nhanh. Tối rồi, em còn lấy trang sức ra làm chi vậy? Tuần sau, đám cưới con bạn em. Anh coi thử, em đeo sợi nào đẹp? Em đeo sợi nào cũng đẹp hết á. Nịnh không à, hỏi cũng như không. Anh nói thiệt mà. Nhưng mà em đeo làm chi? Bây giờ cướp giật nhiều nguy hiểm lắm. Ủa, không phải là em sợ mòn nên mới không đeo sao? Hả? Đeo có một ngày, có gì đâu mòn. Đám cưới là dịp để khoe vàng mà. Em quyết định chọn cái này rồi. Đeo cho tụi bạn em lóe mắt.
Đúng là các bà các cô so đo từng tí. Cái gì mà than thở vậy? Thì cái chuyện nhà máy đó, má không có chịu giảm giá. Bây giờ anh không biết tính sao nữa. Nói chứ mất mối là mình mất luôn. Người ta đi rồi đâu có quay lại đâu. Thì anh nghĩ cách đi. Thì anh nghĩ nát óc rồi đó chứ. Chỉ còn một cách là hạ giá tiền xuống thôi. Nhưng mà hạ giá xuống thì làm sao mà đủ tiền lời? Không lẽ bây giờ mình trộn gạo thơm với gạo thường, rồi hạ giá thành dành mối lại chứ? Giống trời, như kem trộn mà em đang xài đó. Kem em xài, người ta trộn loại này với loại kia để tăng hiệu quả thôi. Cái nào cũng mắc tiền như nhau rồi nha. Mà gạo thì cũng như vậy chứ gì. Anh có trộn ít ít vô, đâu có dễ gì mà phân biệt. Thôi không có được đâu em. Lỡ má biết thì sao? Em biết tính má mà, đâu có chịu ba cái vụ làm ăn gian dối đâu. Má chỉ coi sổ sách chứ có coi tới gạo đâu mà biết. Nhưng còn công nhân trong nhà máy, rồi con Bích nữa, họ không biết, rồi tưởng anh tự ý làm để lấy tiền trục lợi, rồi đồn tùm lum lên hết. Vậy chứ bây giờ làm sao? Tiền của nhà máy sau này má cũng để lại cho em. Nhà máy làm ăn ít lời, coi như tài sản của em cũng ít lại rồi. À, hay là vậy đi. Ngày mai em ra nhà máy, em cứ nói là má kêu mình làm như vậy. Em kêu tụi công nhân chứ con Bích đó, đừng có nói chuyện này ra ngoài. Vậy là tiện cả đôi đường. Ừ, để em nói cho. Ngày mai anh chở em ra nhà máy nha. Em thiệt tình, em có đời nào chịu ra nhà máy đâu. Anh chở như vậy má nghi rồi sao? Nè, anh ra trước, rồi trưa trưa em kiếm cớ đi công chuyện, rồi ghé qua. Ừ, vậy cũng được. Cảm ơn bà xã nha. Em đúng là thông minh, cứu anh đợt này đó. Tại em không thích buôn bán thôi, chứ em mà làm á, có khi còn giỏi hơn anh nữa. Anh biết rồi bà. Đi. Hả? Đi đâu em? Đi đâu nữa? Nè. Bảy à? Dạ. Dạ, con mời cậu hai ăn sáng. Ủa, Thành, ăn sáng luôn em. Cậu ba ăn sáng, tối hôm qua cậu ba đã không ăn gì rồi cậu ba. Thôi, được rồi, cảm ơn. Dạ. À, Thành à, em lại đi kiếm cô qua đó nữa có phải không? Dạ. Tại hôm qua em có chạy theo ghe của chú Tư chơi, nhưng mà cuối cùng cũng bị mất dấu luôn. À, anh biết bà ba xa đậu ghe ở đâu đó. Thiệt hả? Thiệt mà. Nè, anh biết là em nhớ thương qua nên có thuê người để tìm phụ em. Mà ba hay đậu ghe ở gần cầu Sập đó. Em phải ráng lên, làm quà được với qua, đừng có phụ công sức của anh đó. Dạ, em cảm ơn anh hai nhiều lắm. Thôi đi nha. Mới có hai ngày mà nhìn khuôn mặt cậu ba xuống sắc ghê á. Tối hôm qua bà kêu con đem sữa vô phòng á, mà cậu ba không có uống. Bà tức quá nó mặc kệ, kêu con đi ngủ luôn á. Coi bộ kỳ này á, bà giận cậu ba dữ lắm luôn á. Hôm qua cậu về nói chuyện nhà má với bà, bà cũng không quan tâm. Ồ. Ờ, dạ. Thưa bà. Mang sáng nghe má. Một chút á, đem đồ ăn vô phòng thằng Thành, ép nó ăn nghe chưa. Cậu ba mới đi rồi đó bà. Ủa, mới sáng sớm mà đi đâu ạ? Má, Thành nói đi kiếm con nhỏ đó nữa đó má. Trời ơi, thiệt hết nói nổi mà. Tối nay nó về, đóng cửa phòng nhốt nó lại. Dạ, má, má bớt giận đi má. Nó kiếm vài ngày không được rồi, nó cũng sẽ bỏ cuộc thôi. Con nhỏ này đứng làm gì đây? Dạ, bà ăn sáng luôn nha bà. Không có ăn nữa. Thank you.
nè. Ừ. Ăn thử coi bữa nay tôi nấu ngon không. Gì ba? Hả? Hay quá hả? Sao mày biết chỗ này? Mà thôi, sẵn tao cũng đang tính đi kiếm mày nè, gặp mày ở đây đỡ mất công đi. Ủa, tính đi kiếm con hả? Chứ gì nữa. Dì ba, con năn nỉ dì ba đó. Dì ba cho con biết qua đang ở đâu đi. Bây giờ có hai tin cho mày nè, một cái vui một cái buồn. Mày muốn nghe tin nào trước? Buồn vui. Buồn vui là cái gì? Là buồn trước vui sau đó. Nghe tin buồn nè. Ông Tư Trê đó, ông gọi lời tới thăm mày. Ông nói là ông sợ mày lắm rồi, mày tha cho ông đi, mày đừng có theo rình ông nữa. Còn tin vui là sao? Con qua nó hẹn mày 4 giờ chiều nay ở bên cũ đó. Thiệt hả gì? Qua hẹn gặp con hả? Không lẽ tao nói giỡn với mày hả mày? Nhớ tới đúng giờ nghe thằng quỷ. Dạ, con cảm ơn dì ba. Con đi nha. Nhớ tới đúng giờ đừng để nhỏ chờ. Dạ, bắt đắt nghe. Em gọi đi em. Nè, mà không có được nói ra ngoài nghe chưa? Nếu không có gì chị không có chịu trách nhiệm đâu á. Dạ. Anh biết, em cũng không muốn làm ăn gian dối như vậy. Nhưng mà nếu như không làm vậy á, thì không có cách nào đối với bên Vạn Lợi đâu em. Má biểu vậy thì mình cứ nghe theo đi em. Giành được mối rồi thì mình bán gạo lại như cũ. Em chỉ sợ khách hàng mà biết là mình sẽ bị mất uy tín. Mình trộm tỷ lệ một ít thôi, sẽ không ai biết đâu. Em cứ yên tâm đi. Mà má anh cũng đang tính chuyện cưới hỏi em cho thằng Thành đó. Cho nên em cũng giống như là người nhà vậy. Sau này nhà máy cũng là do tụi mình gánh vác. Thôi, bây giờ nói thiệt luôn, đây là ý của chị Thảo, chứ má không có ra lệnh như vậy. Tự nhiên nói vậy. Thì Bích cũng như người nhà mà em. Anh thấy hai chị em thân thiết như vậy, không lẽ Bích lại đi tố cáo em với má? Đúng không Bích? Dạ. Anh chị cũng đâu có lấy đồng nào trong đó đâu. Tại vì má chị không có chịu giảm giá, rồi mất mối, chắc nhà máy dẹp luôn Bích quá. Em thông cảm cho anh chị nha. Dạ, em sẽ không nói với bác Hội đâu. Chị ơi, anh Thành như thế nào rồi chị? Em đừng có nhắc tới thằng quỷ đó nữa. Mới sáng bảnh mắt là để kiếm con nhỏ đó rồi. Để coi tình hình là sao. Nếu nó mà tìm được con nhỏ qua, rồi còn qua lại với nó nữa, thì chị với má chị kêu người xử con nhỏ đó liền. Em an tâm đi, má chị với chị tính tới chuyện qua nhà hỏi cưới em rồi. Em ráng đợi thêm một thời gian nữa đi, để giải quyết xong cái vụ của nhỏ kia nha. Dạ. Thôi, chị về nha, trưa nắng tới nơi rồi. Bữa nào rảnh chị ghé chơi ha. À chị, gần đây có cái quán mới mở, đồ ăn ngon lắm. Ngày mai chị rảnh em mời chị ăn nha. Vậy cũng được. Em đi xe nhớ cẩn thận nghe. Ừ, biết rồi. Dạ, anh Phú. Vậy bây giờ mình báo giá mới cho các đại lý gạo luôn nha. Ừ, đúng rồi em. Thôi trưa rồi, anh về nghỉ trưa trước nha. Ừ. Đúng là cáo già, đưa mình vô thế kẹt, đằng nào cũng chết.
hay chi vậy? Hồi sáng gặp chị hai, chị hai nói má bệnh á, anh mua xíu đồ qua thăm má. Ê khoan, má? Ai là má của ông? Thôi ông về giùm cái đi, khỏi thăm hỏi gì hết á. Má của em là má của anh đó. Với lại anh qua thăm má chứ đâu có qua thăm em đâu. Khoan. Ông đừng có tưởng là tôi không biết ý đồ của ông nha. Hết lấy lòng chị hai tôi, giờ qua lấy lòng má tôi đúng không? Chơi kỳ lắm nghe. Tôi nghĩ cái gì là biết hết trơn vậy trời. Bởi người ta nói đúng, người yêu của tôi dễ thương và thông minh nữa. Chịu lắm mà nghe. Má, đứng lại. Sao vậy? Không cho vô. Má, không được. Má, không được. Má, má bị gì kìa? Trời ơi, má ơi. Má ơi, má. Má. Cái gì mà la bài hải vậy hả? Má, trời ơi má ơi, con nghe chị hai nói má bệnh con lo lắm. Có chuyện gì á má cứ kêu con, con qua đây chở má đi khám bệnh. Còn mà con kẹt quá con kêu đàn em con qua hốt má luôn. Ê, ý con là con kêu đàn em qua chở má. Ai là má của ông mà ông cứ má hoài vậy? Thôi khỏi thăm hỏi gì hết, ông đi về giùm đi. Em ngộ quá, má của em cũng là má của anh vậy, sữa nè má. Với lại á má không la anh thôi mất mớ gì em la anh, đúng không? Đường nè má. Bộ dữ má. Dạ. Má tẩm bổ đi má. Nè. Dạ. Nói chuyện với người lớn đàng hoàng chút nha. Con dân nó nói vậy đúng rồi đó. Đừng có kêu má. Nghe vậy người ngoài người ta hiểu lầm rồi sao? Trời ơi. Má sợ người ngoài hiểu lầm á thì bây giờ má cứ gả dân cho con là người ta hết hiểu lầm thôi chứ có gì đâu. Cái ông này, ông đừng có mơ. Chồng của tôi á phải là người tốt bụng, phải nghĩa hiệp, giống như là mấy anh hùng ở trong phim vậy đó. Thái Sơn trước mắt mà em không thấy, anh á là anh nghĩa hiệp số 1 luôn. Anh á là anh đại ca. Mà bao nhiêu đàn em bên ngoài nên em cứ yên tâm, anh nghĩa hiệp lắm. Quý, bỏ cái chân xuống, ngồi trước bàn thờ nghe. Dạ con xin lỗi. Dạ con xin lỗi má. Nghĩa hiệp con khỉ á. Ai mà không biết chiến tích quậy phá của ông với đàn em của ông. Bây giờ thăm hỏi xong rồi đi về giùm cái đi. Sẵn tiện đến giờ trưa rồi má chưa ăn cơm đúng không? Không ấy còn ở lại ăn cơm với má cho vui ha. Thôi ý nói chuyện nãy giờ quên, cả nhà cứ uống nước tự nhiên coi như ở nhà mình đi. Thoải mái đừng khách sáo vậy, cứ uống đi. Thôi được rồi, tôi cảm ơn. Dạ uống nước vậy Dân. Dân, nhà này nhà tôi mà. Thì nhà của Dân cũng như là nhà của tôi thôi, thoải mái đi. Trời ơi, mà nhà của tôi cũng không có nấu dư cơm đâu, anh đi về giùm cái đi. Nè. Dạ. Thực ra thì má con tôi cũng không chuẩn bị cái gì. Cơm nhà thì bình dân đạm bạc lắm, mời thì ngại, không mấy để bữa khác nha. Còn bây giờ cũng trưa lắm rồi, thôi về nghỉ nha.
Đó, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Má tôi nói như vậy á là đuổi khéo đó. Nếu như mà anh không hiểu á, đi về giùm đi. Đâu có, má đâu có đuổi đâu. Má nói nó đi về thôi mà. Hai cái là một đó má. Nhưng mà không sao, má nói cái gì con cũng thương má hết. Má cũng như là má của con vậy đó. Ờ, không ấy, vậy má nhà má nghỉ ngơi đi. Chừng nào má bệnh á, con qua thăm má tiếp. Trời. Má về, anh về ngay dân. Dạ. Cái ly. Con quên. Thôi má anh về, anh về ngay dân. Lẹ đi. Đó, má coi đó. Má ngồi nói chuyện chút xíu má còn không chịu nổi nữa. Sao con chịu nổi? Thằng này nó tưng thiệt. Nhưng mà hình như nó thương con thiệt hay sao á. Trời, chưa gì mà má đã nói vậy rồi. Thì má thấy khách quan vậy thôi. Còn phải để thời gian coi làm sao chứ. Nói vậy thì thôi chứ ai biết sau này nó làm sao. Thôi đi, cho dù ổng có thương con thiệt á, con cũng không có thương ổng đâu. Sao con ghét nó dữ vậy? Tại con thấy ổng á giống hệt mấy cái tên mà hay nịnh bợ đóng mấy cái vai phản diện trong phim vậy đó má. Trời ơi, má thấy con lậm phim dữ lắm rồi nha. Mà thấy nó cũng giống thiệt. Anh Thành. Anh xin lỗi. Anh không biết là má anh với lại chị hai đi kiếm em. Anh không cần xin lỗi nữa. Bữa nay tôi gặp anh là muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Anh đừng đi theo làm phiền gì ba nữa. Tôi sắp cưới anh tốt rồi. Chị hai anh cũng nói Anh cũng có vợ sắp cưới. Tôi với anh từ nay coi như chưa từng quen biết. Hoa, em đừng có như vậy mà. Em có yêu anh tốt đâu, sao em có thể cưới anh được. Còn chuyện anh có vợ sắp cưới là chị hai anh nói xạo thôi, chứ anh đâu có đồng ý cưới Bích. Hay là tụi mình cố gắng thuyết phục ba em với lại má anh nha. Anh không cần phải nói nhiều như vậy. Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Hoa, anh xin em đó. Em hãy tin anh đi. Anh sẽ có cách để cho mọi người ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Anh buông ra. Không, anh không buông. Anh không muốn mất em. Anh không để cho em đi lấy chồng được đâu. Tôi nói anh buông ra mà. Hoa, anh buông ra. Anh buông ra đi. Tôi nói rõ rồi mà. Tôi với anh từ nay không còn mối quan hệ gì nữa. Hoa, 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 Hoa. Cũng chết hả mày? Trời ơi. Nè anh kia. Anh Thành. Anh có sao không? Anh Thành. Anh Thành. Thành sao rồi? Dạ, bác sĩ đang cấp cứu cho ảnh. Tại sao lại ra nông nổi này hả? Tại cái con trôi sông lạc chợ đó chứ tại ai? Mày, em à, mày mặt dày đứng đây thôi nữa hả? Em, thôi buông ra coi. Anh buông ra làm cái gì vậy? Thôi đi. Chị. Còn cô đi khuất mắt tôi đi. Con nghe gì không? Em, thôi đi chứ. Chị, bình tĩnh lại đi chị. Cái dân hồ xử mày đó. Thôi em. Đi. Bình tĩnh lại đi chị. Đừng có mơ mà bước chân vô nhà tao nha. Nhìn cái bản mặt là khó ưa rồi. Má coi kìa. Trời ơi em mày sống chết không biết ra làm sao. Mà cứ ở đó gây gỗ hoài. Thôi mà em đang ở trong bệnh viện người ta la bây giờ. Nhiều chuyện. Làm gì đứng đó. Bước qua đây. Con cầu xin trời Phật
phù hộ cho thằng Thành tai qua nạn khỏi. Nam mô. Ai cho ngồi xuống? Phật. Bác ơi, con tin là anh Thành sẽ không sao đâu bác. Nhìn gì? Người nó thì bầm dập, không biết đầu nó có bị sao không ta? Có khi nào nó tỉnh dậy, cái nó ngồi nó cười miết không ta? Ăn nói tầm bậy tầm bạ không à? Con đang lo cho nó thôi. Bác sĩ đã chụp hình rồi, nói là nó không có sao, em đừng có nói lung tung như vậy. Má, hay là má về nghỉ đi, để con ở đây với thằng Thành. Phải đó má, sáng rồi mình vô, chứ ở đây chỗ đầu ngủ. Thằng Thành nó chưa tỉnh làm sao má về được. Đến là muốn về thì về đi. Bác, để con ở lại đây với bác nha. Thôi, có anh là được rồi. Em cứ về đi, để không thôi má em lo đó. Con về đi, bác ở đây cũng được rồi. Má con cũng đang bệnh đó. Dạ, vậy để sáng mai con vô nữa nha bác. Anh Phú, anh về anh chở anh Bảy vô đây đi. Để nó ở đây với má. Chứ em đâu có sức đâu, lỡ chút nữa em xỉu thì sao. Để anh về chở con Bảy vô. Dạ thưa má con về. Anh đi nghe. Thưa má con về, thưa chị em về. Đang yên đang lành, tự nhiên bị xe đụng mà. Cũng tại cái con quỷ đó hết á, thiệt tình bực mình hết sức. Trời ơi, mày nói cả buổi rồi cũng chưa đã miệng hay sao? Mày yên lặng chút cho tao nhờ cái. Không ở với má thì má giận, ở nói chuyện với má thì má cũng la nữa, không biết sao vừa lòng má nữa. Cũng may là thằng Thành không sao, lúc mà nghe người ta báo á anh hết hồn luôn. Dạ thằng này đúng là bạn nó lớn. Cô cho tôi hỏi anh Thành sao rồi? Dạ anh Thành đã qua cơn nguy hiểm rồi chị. Tay trái của ảnh thì bị chấn thương, may là không có chấn thương não. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Con nhỏ thương hồ kìa. Cô kia, giờ này mà cô còn chưa về nữa. Tôi chỉ muốn hỏi coi anh Thành có sao không, rồi tôi đón xe tôi về mà. Anh Thành ảnh không sao hết á, ở đây đã có tôi lo rồi. Cô đi về nhanh đi, nếu không thì đừng có trách tôi. Tôi đang chờ xe. Thôi, mình đi về đi em. Anh quên mất, anh chưa mua đồ ăn cho Thảo với lại má. Hay là em cứ về trước đi. Dạ, em về nha. Em ơi. Anh Thành không sao rồi, tôi sẽ không gặp ảnh nữa đâu. Nè, em đừng có hiểu lầm. Anh là Phú, anh rể của thằng Thành, nhưng mà thật sự anh thương nó giống như là em ruột của mình vậy. Anh không có suy nghĩ cổ hủ như má với vợ của anh đâu. Anh biết tình cảm của hai đứa mà. Anh thấy em là người con gái hiền lành, anh cũng muốn giúp cho hai đứa lắm. Nhưng anh không biết phải làm sao nữa. Anh thật sự xin lỗi vì mấy chuyện má và vợ anh đã làm với em. Không sao đâu anh, em cũng sắp lấy chồng rồi. Mai mốt có gì anh khuyên anh Thành giùm em, đừng có tìm em nữa. Em à, em hết yêu thằng Thành rồi hay sao mà bỏ đi lấy chồng vậy? Em với ảnh cũng chỉ là mới bắt đầu, chưa có gì sâu đậm. Em không muốn làm ba em buồn lòng, không muốn một mối quan hệ mà có quá nhiều rào cản. Sao em lại dễ bỏ cuộc quá vậy? Em phải đấu tranh vì tình yêu của mình chứ. Anh hứa sẽ giúp cho hai đứa tụi em. Em cảm ơn anh, nhưng mà em đã quyết định rồi, em về. Em làm như vậy không thấy có lỗi với thằng Thành hay sao?
Nếu mà nó mất em á, anh nghĩ là nó sẽ suy sụp lắm. Có khi là nó làm chuyện dại dột nữa. Em cũng thấy đó, nói gì em mà nó bị tai nạn rồi đó. Em nên suy nghĩ kỹ đi. Phải sống cho hạnh phúc của mình, đừng có vì người khác nữa. Em à, nhà em chỗ nào để đưa em về? Em đón đa ôm được rồi. Bây giờ khó đón xe lắm, tối rồi, đi đường rất là nguy hiểm. Đừng có ngại, anh chở về cho. Cảm ơn anh. Đi đâu mà lâu dữ thần thì không biết nữa. Anh hai. Cô ba. Đây nè. Tân ơi, hồi nãy em chèo ngang vườn sầu riêng. Thấy họ bán rẻ ngon quá, cho nên em mua chanh trái nè, ăn đi. Cảm ơn cô ba nghe. Có gì đâu. Mà cô về rồi, con qua đâu? Ủa, con qua chưa về hả anh? Nó nói với tôi là đi với cô mua vải may áo dài cưới. Vậy là nó không đi chung với cô hả? Có đi chung. Mà làm vậy, đi tới chỗ may áo dài á, cái bà thợ may mới đi công chuyện mất tiêu hả? Cái con bà mới kêu là ở nhà chờ má nó về đi rồi đo. Chắc vậy nên qua nó ngồi chờ, nó chưa có về á. Sao không để sáng mai quay lại? Nè, chỗ nó xa không cô? Giờ tối thui rồi, hay để tôi đi đón nó nghe. Không được, anh ngồi xuống. Tôi đi đón. Cái chỗ đó nó không có xa lắm, nhưng mà nó ngoằn ngoèo, nó quẹo tùm lum hà. Anh kiếm không có được đâu. Thôi được rồi, để em đi cho, nghe. Dạ, lẹ giùm đi cô bác. Dạ. Hai đứa quỷ này đi đâu mà giờ này chưa chịu về nữa. Trời, có khi nào nó giống trong mấy cái tuồng cải lương, nó trốn đi với nhau không trời? Trời ơi, vậy là tiêu mình rồi. Khổ ghê vậy. Anh dừng lại giùm em. Ủa, sao vậy? Sao không để anh đưa em tới nhà luôn? Thôi, được rồi, anh đi về đi. Vậy hả? Vậy thôi anh về nghe. Dạ, cảm ơn anh Phú. Anh về nghe. Dạ, chào anh. Gì bác? Trời ơi, con đi đâu mà giờ này mới về? Làm gì lo gần chết hả? Con... Tao tưởng mày với thằng Thành trốn đi với nhau là chắc tao tiêu với anh hai luôn rồi đó. Dạ, anh Thành ảnh đuổi theo con, xong bị xe đụng. Ôi trời ơi, con phải đưa anh xuống bệnh viện tỉnh. Rồi, nó có làm sao không? Dạ, tình trạng của anh cũng tạm ổn rồi gì. Nhưng mà lúc con về, anh còn chưa tỉnh nữa. Trời ơi, vậy... Bây giờ mày tính sao? Lúc anh bị tai nạn á, con cứ tưởng anh sẽ chết. Con thật sự rất muốn được ở bên ảnh. Con mâu thuẫn lắm, con không biết phải làm sao cho đúng nữa. Thiệt khổ ghê. Bây giờ con cũng sắp đám cưới với thằng Tốt rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng hết rồi, đâu có thể thối lui được con. Thôi con quên Thành đi. Con mà dính líu tới nó, nhất định là bên nhà đó làm con bị tổn thương nữa. Nói nào ngay, Thành nó cũng không có gì nguy hiểm. Mà thôi đi, coi như hai đứa không có duyên đi. Ba cái chuyện tình cảm, thời gian nó cũng nguôi ngoai thôi con, hen. Bây giờ đừng có nghĩ gì hết, lo cho cái đám cưới sắp tới nè, nha. Thôi đi vô đi, để ba trong. Khoan đợi đã. Nghe nè, hồi nãy á, dì nói với anh hai á, là con ngồi đợi bà thợ may về may áo, cho nên là mày về trễ, nghe không? Một chút mày nói với ba mày y chang vậy nghe chưa? Dạ, con biết rồi dì. Đi vô đi. Em hãy tin anh đi.
anh sẽ có cách để cho mọi người ủng hộ mối quan hệ của tụi mình. Anh buông ra. Không, anh không buông. Anh không muốn mất em. Anh không để cho em đi lấy chồng được đâu. Tôi nói anh buông ra mà. Quá. Anh buông không. Ra. Anh buông ra đi. Cũng chết hả mày? Mình đứng đây chờ xe đi em. Dạ. Nè, em cầm lấy đi. Có cần mua gì thì mua. Thôi anh cất đi, em còn tiền mà. Nè, em cứ cầm lấy đi. Mình sắp là vợ chồng rồi, tiền của anh cũng là của em mà. Ủa, chú Tư đi đâu? Sao lâu vậy anh? Trễ xe làm sao? Chắc cậu Tư đi ngó người thương của cậu Tư trước khi đi đó. Đúng là tơ lòng thường khó dứt. Cũng tội nghiệp chú Tư. Cố chấp như cậu Tư cũng không tốt. Sẽ bỏ lỡ một ai đó. Tất nhiên rồi. Em sẽ không như chú Tư bỏ lỡ gì ba đâu. Cậu. Còn cái tay này múc được mà. Làm gì đút đút như con nít vậy? Thôi được rồi, không ăn nữa đâu. Con phải ráng ăn đi cho nó mau khỏe. Thôi không ăn nữa đâu, cất đi. Con thấy mệt quá má. Thôi mình đừng ép nữa má. Có gì mình nói bác sĩ vô thêm nước biển cho nó. Ừ. Anh hai à, cái người mà người ta đụng em á, người ta có sao không? Họ sợ quá, họ bỏ chạy luôn rồi. Ủa? Vậy lúc đó ai đưa em vô bệnh viện? Ờ thì... Mà người đi đường đưa con vô bệnh viện đó. Anh cũng có cảm ơn người ta rồi. Số kỳ với ta. Chắc lúc đó bị ảo giác rồi. Bà thôi đi. Con á, chạy ẩu tả riết rồi quen à. Có ngày á, chấn thương sọ não chứ không phải là như bây giờ đâu. Thằng Thành nó không sao là may rồi má. Sau này nó sẽ cẩn thận hơn mà. Thôi con không sao đâu, má đừng có lo lắng nữa. Má về nghỉ ngơi đi. Dạ phải đó má. Tối hôm qua má có ngủ được đâu. Con còn ở đây với thằng Thành được rồi. Má cứ về nghỉ ngơi đi. Ừ. Vậy con ở đây với nó nghe. Dạ. Má về nghỉ chút rồi má vô. Dạ. Bảy. Dạ. Đưa bà về đi con. Dạ. Nè, có cái gì thì gọi điện cho má liền. Dạ. Dạ hai cậu con về. Ừ. Con nghỉ ngơi đó. Con biết rồi. Anh hai à, em nhờ anh chuyện được không? Hả? Chuyện gì em nói đi. Qua sắp lập đám cưới rồi, em muốn gặp Qua. Anh có thể tìm Qua cho em gặp được không? Thiệt ra người đưa em vô trong bệnh viện là Qua đó. Cái gì? Thiệt hả anh? Ừ. Sau nãy má mới nói với em là người đi đường mà. Ừ, tại má không muốn nhắc tới Qua thôi. Lúc mà má với anh chị vô, Qua còn đứng ngay chỗ cấp cứu nữa đó. Tại Thảo chửi quá nên Qua bỏ đi. Má này thiệt tình. À, anh biết nhà của Qua. Lát nữa má vô, anh sẽ đi gặp Qua, chuyển lời cho em nhé. Dạ, em cảm ơn anh hai nhiều lắm nha. Anh em không à. Ơn nghĩa gì chứ. Thôi, em nằm nghỉ đi. Dạ. Đỡ đỡ em xuống cái đi. À.
Này mẹ khỏe hơn rồi, đợi mẹ nấu cơm xong á, mẹ con mình ra bờ sông hóng mát. Sao hôm qua anh không tới? Thằng Thành nó bị tai nạn giao thông. Anh phải ở bệnh viện từ tối hôm qua tới giờ. Nãy bà già kêu thay anh để anh ra nhà máy, nên anh tranh thủ ghé qua thăm em. Em thấy khỏe rồi chưa? Dạ, em uống thuốc qua nay em bớt sốt rồi. Cũng may á, là bị cảm sốt thôi, chứ mà sốt xuất huyết á, không biết con mình sao nữa. Đang giai đoạn đầu, em phải cẩn thận nha. Không có anh ở bên cạnh, em phải biết tự chăm sóc cho mình, biết chưa? Em biết rồi. Thằng Thành đúng là số nó lớn thiệt. Bị đụng xe như vậy mà nó lại không chết. Bây giờ còn thêm con Bích nữa chứ. Đáng lẽ là trưa hôm qua anh ghé thăm em rồi, mà hình như nó nghi ngờ anh cái gì đó nên nó bám theo anh. Mấy lần có chuyện gấp á, em đi tới nhà máy tìm anh, mà gặp Bích nghe máy á, nên em cúp máy à. Lát rồi bà gọi điện lại cho em, em tưởng là anh, nên em gạt bà là em tìm anh để hỏi mua gạo. Không biết là bà có nghi ngờ gì không nữa. Anh không biết là nó theo dõi anh có mục đích gì nữa. Con nhỏ này thâm sâu khó lường lắm. Nếu mà để nó cưới được thằng Thành sẽ bất lợi cho anh. Vậy bây giờ anh tính sao? Thằng Thành nó không muốn cưới con Bích, nó yêu một con nhỏ thương hồn. Anh sẽ giúp cho hai đứa nó tới với nhau, gia đình đó nhất định sẽ xào xáo. Bà già đó sẽ không còn tâm trạng nào để nghĩ tới nhà máy nữa. Còn con Bích nó sẽ thất vọng, hận thằng Thành. Anh có thể lôi kéo nó về phía của mình. Một công đôi chuyện. Đàn bà ghen tuông kinh khủng lắm. Không có gì bằng người mình yêu bỏ đi lấy vợ đâu. Không phải ai cũng cao thượng như em đâu đó. Anh biết em thiệt thòi nhiều về anh mà. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Em chỉ mong á, là cả nhà mình ba người được ở bên nhau thôi. Ngày đó sẽ tới thôi mẹ. Kế hoạch của anh đang tiến hành rất là thuận lợi. Nhưng từ bây giờ mình phải cẩn thận hơn. Nè, em đừng có điện tới nhà máy nữa. Anh sẽ sắp xếp tới thăm em thường xuyên hơn. Em biết rồi, anh nói là phải giữ lời đó. Còn về em ở một mình nhớ anh lắm. Ba xin lỗi nha con của ba. Ủa, sao không nghe được gì vậy? Con chỉ mới bằng hạt mè thôi, sao mà anh nghe được? Vậy hạt mè của ba mau lớn, khỏe mạnh nghe. Ba sẽ làm tất cả vì hai mẹ con đó. Qua, Qua, Qua. Dạ, dạ ba kêu con. Ba nói là nấu nước pha cho ba bình trà, nãy giờ chưa có nữa, sao lâu dữ vậy? Dạ con quên rồi. Thiệt tình. Ba, uống nước đi ba. Hay ba vô nghỉ một chút, chưa làm tiếp ba. Ngồi làm có gì đâu mệt. Còn chút xíu nữa là xong rồi. Dạ. Vậy tối nay con đi cắm câu với ba nha. Chứ ba đi một mình con không yên tâm. Con ở nhà một mình ba mới không yên tâm nữa. Nè, hôm nay đầu óc con để đâu vậy? Hết đổ cái này rồi bể cái kia. Biểu nấu nước cho ba thôi mà cũng quên nữa. Lơ mơ rồi có ngày cháy nhà. Dạ, con nghĩ tới đám cưới thôi. Thiệt vậy á thì tốt. Thôi con vô nấu cơm nha ba.
Cô ơi. Dạ. Cô ơi cho tôi hỏi là nhà này cho thuê có phải không cô? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ nhà em thuê rồi anh. Hoàng, thằng Thành nó đã tỉnh rồi, nhưng mà nó còn yếu lắm, nó muốn gặp em đó. Chuyện của anh Thành không liên quan gì tới em nữa. Hay anh chạy ra ngã tư đằng kia, em thấy người ta có đề bản cho thuê đó, anh hỏi thử. Cảm ơn cô nghe. Hôm nay tôi tính thuê cái nhà này rồi mà cứ chần chừ. Bởi vậy ông bà mình nói đúng mà, phải trân trọng cái trước mắt, chứ mất đi rồi á khó kiếm lắm. Anh đi trước nha. Tiếc quá. Qua. Dạ. Cậu nó hỏi gì vậy? Dạ anh hỏi thuê nhà thôi ba. Cái cậu này sao ba thấy quen quen? Ba nhớ là gặp ở đâu rồi? Chắc người giống người đó ba. Bây giờ nhiều người đi làm, người ta ăn mặc lịch sự vậy đó. Thôi con vô nấu cơm nha ba. Để cho nó ngủ đi anh hai. Tội nghiệp, nó ngáy nãy giờ nhức cái đầu em luôn á. Bảy. Dạ cậu. Con mệt thì về nhà ngủ đi rồi vô sao. Có cậu ở đây với cậu ba được rồi, về đi. Dạ không có được, bà kêu con là phải ở đây với cậu ba. Hay là cậu ở đây với cậu ba nha, con đi đỡ bình thủy nước. Nãy giờ không có ai, con không có đi được. Đi. Dạ. Có đi đừng có ngủ gục, té độc mặt à. Dạ. Em thấy đỡ chưa? Thấy còn hơi mệt. Anh gặp Hoa sao rồi? Anh nói hết lời rồi, nhưng mà Hoa không chịu tới gặp em. Còn vài ngày nữa là đám cưới rồi, em không thể mất Hoa được đâu. Em phải tới gặp Hoa. Đợi em vậy. Em chưa đi nổi đâu. Nghe lời của anh đi. Em chưa đi tới đó làm đã ngất xỉu rồi. Không sao đâu. Thành để à em... Thành. Anh Thành, anh phải lo cho sức khỏe của anh chứ. Để anh kêu bác sĩ vô cắt lại cho nó. Nếu như cổ yêu anh thì cổ đã tới đây thăm anh rồi. Anh Thành, nhìn thấy anh như vậy, anh có biết là em đau lòng lắm không? Tới khi nào Hoa không còn yêu anh thì anh mới bỏ cuộc. Em đừng có tốt với anh nữa, thiệt thòi cho em lắm đó. Anh có thể không yêu em, nhưng mà anh đâu có thể nào cấm em yêu anh được, đúng không? Em không cần anh đáp lại tình cảm của em đâu. Em chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Bích à. Thôi, anh không cần phải nói nhiều đâu, anh đang mệt mà. Con về trước đi. Cậu đi đây có chút việc. Đi ngó người thương hả cậu? Tầm bảy tầm bạ tao đập mất dịch vừa. Muốn bệnh đi mua thuốc uống. Về trước đi. Vậy con đi trước à? Ừ. Trời ơi, chuyện ai nấy lo đi mà. Ừ.
Ủa, còn 500 anh em đâu? 500 anh em nào? Có mình em à. Tao kêu mày bỏ tiền ra mướn một đống đàn em cơ mà. Đại ca đưa có 30 ngàn. Đâu ra 500 anh em đại ca? Trời ơi, mặt mày non chẹt vậy, mày làm đàn em tao sao ai tin? Thôi kệ đi đại ca, không sao đâu, em lo được. Cái thằng này. Mà sao, lâu quá vậy đại ca? Mày yên tâm đi, cái con đường này á là dân hay đi học về, thế nào cũng đi ngang qua đây à. Đại ca, để em đi ra nghe đại ca. Ra ra đi. Nè cô em xinh đẹp. Ê, em làm gì vậy? Thì tôi sàm sỡ cô chứ làm gì. Ê, tôi la lên bây giờ đó. Ở đây yên tĩnh lắm, cô la cũng không ai nghe đâu. Ê, ê, buông ra. Trời ơi, dễ thương quá à. Em làm gì đó? Chơi với anh nghe. Em làm gì? La cũng la không ai đó. Nghe đâu. Chơi với anh nha. Buông tôi ra coi. Trời ơi, cái gì vậy? Dễ thương quá à. Ê, buông ra. Chơi với anh nha. Buông tôi ra. Không buông ra đó. Đi nha em. Nè, có chuyện gì vậy? Cái thằng cha này sàm sỡ tôi kìa. Mày lần nào? Em làm gì vậy? Trời ơi, đại ca ơi, cứu em đại ca ơi. Nó quánh em thiệt kìa đại ca ơi. Đại ca, đại ca. Trời ơi, làm, nặng làm quá, cái gì vậy? Tao kêu mày đánh nó xong mày xách giỏ cho nó. Tao quánh em à. Ông Quý, đây là đàn em của ông hả? Bình tĩnh lại em. Chặt cái giỏ cho người ta đi. Dạ, đại ca lấy xuống giùm em cái. Mày. Ây da, ây da. Cái người này là đàn em của ông á hả? Anh không biết nó. Mày là ai tao không biết. Đi mày đi. Đại ca mới thuê 30 ngàn, 500 anh em. Giờ đại ca nói vậy. Mày khủng hả mày? Hai người thông đồng với nhau đúng không? Không phải, thật sự là anh chỉ muốn diễn kịch. Anh là anh hùng của mỹ nhân, em là mỹ nhân thôi. Thật sự là không có ý gì hết á. Còn cái ông này nữa, ở đâu mà xuất hiện phá đám gì hả? Đúng rồi đó. Rảnh quá ha. Mà anh rảnh thì có. Rảnh quá, bài trò này nói chỉ vậy. Đúng rồi đó, cái ông ăn trộm. Anh Tốt, anh nói đúng đó. Nè, còn Cưng nữa, chị nói cho Cưng nghe chưa? Cứ đi theo ông Quý này á hả? Có ngày bị ăn đòn cũng đáng lắm á. Còn ông Quý nữa, tôi đã nói là không thích ông mà. Sao ông cứ đi theo tôi hoài vậy? Nhưng mà anh thích em mà Dân. Đừng có bài trò nữa, tôi đã nói không thích ông. Dân. Cái gì nữa đây? Tụi nó tới kìa đại ca. Em ở lại mình giỏi nha. Anh đi nha. Đi đại ca. Chạy. Ơi còn chiếc xe đại ca. Trời ơi, nó tới gần rồi kìa đại ca. Lẹ đi đại ca. Hai thằng này nè. Lẹ lên. Thôi đi. Lại là mày nữa hả? Đại ca. Bỏ người ta đánh nhau kìa. Bỏ người ta đánh nhau. Trời ơi, tay anh chảy máu rồi. Nhà em ở gần đây à, em đưa anh về băng bó nha. Trời ơi Dân ơi, hình như anh cũng chảy máu nghiêm trọng lắm. Dân ơi, em lôi cho anh đi. Dân ơi. Đau quá. Anh đi ra. Đi Dân. Đại ca, còn em sao? Mày cầm 30 ngàn mày lôi cho bản thân mày đi. Đại ca, còn em. Đại ca. Dân, đợi anh với. Vô đi, đứng đó làm chi? Giờ mời hay sao? Hôm nay bà đỡ nhiều chưa? Bệnh tôi hồi đó giờ vậy mà. Lâu lâu làm mệt một chút rồi hết hà. Hôm bữa thấy ông lấp ló, có mấy đứa ở nhà, tôi không dám ra. Tôi chỉ muốn coi bà sao rồi. Tôi canh hay lắm, tụi nó không thấy tôi đâu. Bao nhiêu năm rồi ông cứ tốt cho tôi hoài luôn hả? Lo cho bản thân ông đi. Tôi vẫn ăn ngủ bình thường, khỏe mạnh, có gì đâu phải lo.
Ông biết là ý tôi không phải vậy mà. Mình già hết rồi, tôi có hai đứa con gái, còn ông á, cưới vợ đi, cho có người bầu bạn nha. Tôi sống một mình quen rồi, có thêm người tôi mới mệt. Tôi còn thằng cháu, bà khỏi phải lo. Ông cứ vậy hoài. Nói tóm lại, bà khỏi lo cho tôi, bà lo cho sức khỏe bà đi. Lúc này tôi thấy bà chở bệnh nhiều hơn lúc trước đó. Ông đừng đến thăm tôi nữa, cũng đừng để cái gì ở ngoài hàng ba nữa. Bà sợ tôi nói biết hả? Không phải. Ông làm vậy tôi thấy có lỗi với ông nhiều lắm. Hồi đó tôi phụ ông mà. Chuyện qua rồi, bà đừng có nhắc nữa. Tôi đã nói nhiều lắm rồi, tôi không có giận hờn trách móc gì bà. Bây giờ bà cứ coi tôi như người bạn đi. Bạn bè lâu lâu biếu tặng nhau hay thăm hỏi có sao đâu. Má ơi. Ôi ơi má nè. Má. Ủa. Má ơi. Tốt. Cái gì vậy? Đến rồi vậy nè. Má. Sao chú biết sao anh này? Sao chứ con? Thôi thôi đi vô nhà. Đi vô nhà con đi. Sao? Anh ngồi đây nè. Chờ tôi chút. Đưa cậu qua coi có sao không. Sao bị cái gì dữ vậy con? Con bị người ta chém. Ôi trời ơi. Bộ con cũng biết băng bó nữa hả? Dạ. Hồi đó lúc con học quân sự trên trường á, con có học sơ cứu vết thương. Ờ. Biết gì nó cũng đỡ nè. Cảm ơn em nha. Em phải cảm ơn anh mới đúng á. Hai người cảm ơn đủ chưa? Dân, anh cũng cần phải chăm sóc nè, anh mới bị té. Ông còn dám lên tiếng nữa hả? Má, chính ông đó liên lụy con với anh này á. Dạ, họ không có đâu má. Con không có làm gì hết á. Tại tụi nó thấy con nhà giàu vừa đẹp trai lại vừa học giỏi, tụi nó ganh tị rồi tụi nó mới đánh con. Chứ thật sự con không có làm gì hết á. Ông đừng có mà xạo. Băng nhóm của ông không đi ghi sự với người ta, người ta đâu có quay lại mà xử ông. Không có đâu, băng anh là băng chính nghĩa, còn băng tụi nó là băng côn đồ. Anh xin lỗi mà Dân, anh không có làm gì hết. Băng thôi, giùm anh. Ông đi về giùm cái đi. Dân à. Thôi 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 thôi. Bây giờ cái chuyện hiểu lầm hay là cái gì tôi không biết, nhưng mà mai là hôm nay con Dân không bị làm sao. Nè, đi về đi. Từ nay đừng có làm phiền con Dân nữa, để cho nó học hành. Má, con không có làm phiền gì Dân hết đó. Con xin thôi, lỗi má. Má tôi đuổi ông rồi đó. Ông đi về đi. Đi về liền giùm đi. Về đi. Về đi con. Về ha. Thôi vậy má ăn về à. Bác về. Anh về nghe Dân. Tráng sĩ. Cảm ơn nghe. Rồi rồi đi về. Dạ về. Bộ thằng đó là người yêu của con hả Dân? Dạ. Đâu có gì đâu chú Tư. Chú Tư đừng có hiểu lầm. Cái ông đó suốt ngày đi theo con hoài á. Cậu Tư quen với dì hả? Dì Út là bạn cũ của cậu. Dạ. Vậy hả chú? Vậy tính ra mình cũng có duyên ghê á. Em với anh gặp nhau mấy lần, rồi cậu của anh với má của em lại là bạn của nhau nữa. Vậy cảm ơn con đã cứu con Dân. Dạ không có gì đâu dì. Đối với đàn bà, ra tay cứu giúp là lẽ đương nhiên mà. Bà có chuyện gì tôi cũng ra tay cứu giúp vậy. Thôi về con. Dạ. Anh về. Dạ. Ê cái gì vậy? Còn quay lại nữa. Quên cái cặp. Rồi về đi. Cả nhà con về. À. Về nghe chán sĩ. Đi về. Đi con. Thôi chú về nghe. Anh về. Dạ. Con về nghe gì. Người ta về rồi mà. Sao cười hoài vậy? Cái anh tốt đó, công nhận tốt thiệt luôn á. Mấy lần con gây sự với ảnh, ảnh đều bỏ qua hết. Bây giờ ảnh còn cứu con nữa. Cái cậu đó, nhìn mặt là biết người ngay thẳng rồi. Người ta không có cố chấp tính con nít của con. Năm nay con cũng 18 tuổi rồi, chứ còn con nít gì nữa. À, quên. Hồi nãy con quên hỏi nhà của anh ở đâu rồi. Hai cậu cháu đi ghe Thương Hồ. Họ sống trên ghe, không có nhà cửa gì đâu. Ủa, vậy họ neo ở đâu vậy má? Thì xuôi ngược
lâu lâu tấp vô vài ngày chỗ này rồi vài ngày chỗ kia rồi đi. Vậy ghe của họ có hay ghé lại đây không á? Đợt này không biết anh ở chừng nào mới đi nữa. Má cũng không biết, chắc cũng ở vài ngày rồi đi hả? Không biết khi nào mới được gặp lại ảnh nữa. Gì vậy? Dạ đâu có gì đâu. Ba ơi. Gì con? Con ra chợ mua ít đồ nha ba. Sao không để mai đi? Giờ này chợ người ta tan hết rồi. Dạ con mua ít giấy để vẽ, người ta bán tới khuya lận. Con đi lẹ đi, rồi về ba còn đi cắm câu nữa. Dạ con biết rồi. Cô ơi. Dạ. À cô ơi, cho tôi hỏi là nhà này cho thuê có phải không cô? Ba. Tốt. Con ở đây rồi, cậu Tư con đâu rồi? Dạ cậu Tư con mua đồ vậy sao? Đi với ba lẹ lên. Đi đâu vậy ba? Đi đi, trên đường ba nói cho nghe. Lẹ đi con. Ba chờ con chút nha. Đi lẹ lên con. Mau mau Tốt ơi. Dạ, đi, mình đi với ba. Cứ đi, ba kể con nghe. Dạ. Đi hướng này nè con. Đứng lại. Tôi chỉ muốn tới coi anh Thành sao rồi. Đừng có làm bộ làm tịch nữa. Nói cho cô biết, tôi mới là vợ sắp cưới của ảnh. Gia đình của ảnh sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cô đâu. Cô mà còn tới đây quấy rầy ảnh nữa thì đừng có trách tôi. Tôi không có ý gì với anh Thành hết đó. Tôi sắp lấy chồng rồi, cô đừng có hiểu lầm. Hoa, sao con nói là đi ba, mua giấy vẽ mà? Anh Tốt, sao hai người lại tới đây? Con tưởng con dễ qua mặt ba hả? Cái thằng hồi nãy á, nó tới coi nhà, con nghĩ là ba không nhớ nó là ai hả? Tại sao con lại gạt ba? Con đã hứa với ba là không có liên lạc với thằng Thành nữa mà. Dạ. Rồi tại sao bây giờ con lại làm vậy? Dạ con. Hả? Mau theo ba đi về nhà. Mau lên. Dạ. Ba biểu đi về, con có nghe không? Dạ. Hoa, ba nói mà con có nghe gì không vậy? Ba. Bây giờ con ăn nói sao với thằng Tốt đây? Con chỉ muốn tới thăm anh Thành thôi. Tại hôm qua anh bị đụng xe, anh té hơi nặng. Con không phải là bác sĩ, nặng hay không á, con đâu có giúp gì được đâu. Theo ba với thằng Tốt đi về. Từ nay á, không tới lui với Thành nữa. Đi về. Chú Hải. Anh Thành, con xin chú Hai, chú đừng có gả qua cho anh Tốt. Tụi con thật lòng yêu thương nhau mà chú. Mày im đi. Thằng Tốt á mới là chồng của con Hoa, là rể tốt của tao. Mày đừng có bài trò này nọ, cho người đi tìm kiếm con tao nữa. Đi về. Đi về. Hoa. Hoa. Quá. Anh Thành. Quá. Ba ngồi uống nước ba. Ừ.
Con xuống nấu cơm nha ba. Ừ, con mời ba. Tốt à, con có giận Hoa không con? Dạ không đâu ba. Con biết trong lòng Hoa vẫn còn nhớ anh Thành, nhưng mà con sẽ chờ Hoa mà. Ba nhìn không làm người mà, bởi vậy ba mới kêu con đi theo. Con bỏ Hoa cho con Hoa nghe. Con đừng có để cho thằng quỷ kia nó bày trò, làm cho nó sao lầm. Ừ. Dạ. Anh Hai ơi. Anh Tư mới qua. Cậu Tư. Ờ, anh người tính đâu hả? Thì dạ, con với ba đi ra ngoài chợ coi có cần mướn cái gì không, chuẩn bị sẵn để mai mốt đám cưới của mình mướn. Vậy đó hả? Dạ. Làm tao tưởng chuyện gì không à? Bởi vì cưới gấp quá cho nên mình phải tranh thủ với chú Tư. Phải vậy chứ sao? Rồi chú đi cái răng sao rồi? Bà con ở dưới chắc khỏe hết hả? Khỏe chân á. Ừ. Bữa đó bà con bắt xe đò xuống đây, đi đông đủ hết. Ăn đám cưới xong á, chiều người ta kéo về luôn. Nhà cửa mình chật chội quá anh ơi, phải chịu vậy thôi. Mà phải chi, mình có nhà rộng rãi, làm cho đầy đủ lễ. Bà con ở đây chơi được mấy ngày rồi vui biết bao nhiêu ha. Nói gì, thôi để hẹn kiếp sau đi anh ơi. Vậy con ra ngoài sau. Ừ, đi đi. Qua, có cần anh phụ gì không? Dạ thôi, đồ ăn hồi trưa vẫn còn, bây giờ em nấu cơm là xong rồi. Anh lên với ba đi. Em còn lo cho anh Thành nữa. Tại hôm qua cũng vì đuổi theo em mà anh bị đụng xe. Em chỉ muốn tới thăm của anh làm sao thôi. Qua, từ nay em sẽ không gặp ảnh nữa đâu. Mình sắp là vợ chồng rồi, mai mốt có chuyện gì cứ nói với anh, đừng có giấu một mình có được không? Dạ. Ừ. Anh lên nhà trên đi, để em đi giao gạo. Ông về rồi đó hả? Ừ, bà bán hết chưa? Hết rồi. Hôm qua nay đau hai cái dài, cho nên nấu ít bán cho nó nhanh. Để tôi phụ tôi kéo cái ghe vô cho. Bà là bơ mà mốt bà đổi cái ghe giùm tôi đi. Cái thân hình cái thể xác bà vậy đó mà cái ghe bằng cái trứng cút à. Trời ơi, không nhận mệt thiệt á, mà thôi để ghe vậy đi cho tôi giảm cân. Bà ôi giảm không có kịp đâu. Đây đưa tay đây. Trời ơi. Chết rồi, chết rồi. Hình như nó dập bẻ rộng ơi. Đừng yên đi, đừng yên đi. Đau đau, nhẹ nhẹ giùm cái được không? Tính trả thù riêng tôi đó hả? Từ từ để tôi tập cho. Không bẻ gì sao hết được. Đừng, đừng, đừng. U chà. Nhẹ nhẹ cho nổi. Giật lý trị liệu. Được rồi, xong rồi. Để tôi lấy chai dầu vô tôi bóp. Đã rồi đó. Trời ơi, tay bà này chắc hết chai dầu quá. Tay sao mà như cái cây chuối hột. Ây trời. Bà dầu để đâu vậy? Mà đứng ngán trời ơi, cửa. Trời ơi trời, khổ ghê. Dầu này bóp hay lắm đó. Vậy hả? Sao này tốt dữ vậy? Trời đất ơi, tôi tốt hồi đó tới giờ. Hồi nào giờ tôi có xấu với bà không? Sẵn sức giùm coi. Trời ơi, ngồi xuống đi, từ từ. Ê, nó đau đây, đây nè. Đây phải không? Cái đâu này là nè, phải cởi áo ra sức mới được. Vậy hả, để tôi cởi. Thôi. Hả? Để tôi sống thêm lúc nữa. Sức đại sống vô đi, ông lòn vô đi ông. Ham tiền quá anh chi. Ôi dạ. Nấu ít ít bán, đủ xài thôi. Khỏi mất công chèo tới chèo lui. Được, đúng rồi đó, chỗ đó đó. Tấm thân liễu yếu mà chèo ghé gì chiều hoài. Ôi trời đất ơi, bữa nay khen tôi tấm thân liễu yếu hả? Sao hoài hả? Chèo tới chèo lui vậy mới bán mới được. Chứ nèo một chỗ sao mà bán được. Đây. Rồi đây đi, tôi dặn chó. Dành hả? Nè. Thấy không? Nhìn gì? Trả đó. Đúng là làm ơn mất quán. Xách chai dầu qua cho bà. Bà nè. Mệt bà quá. Gì vậy? Trời ơi, mới xách cho người ta có chút xíu hả? Mà ổng ngồi coi kìa, thấy quải không? Yêu, mệt thấy vậy cho mệt. Sao không ngồi đi? Đứng nãy giờ làm cái gì?
Em ngồi đi, có ghế kìa. Dạ, để em đứng được rồi, chăm sóc ảnh cho nó tiện. Mà anh thấy em cũng mệt rồi đó, về nhà nghỉ đi. Em ở với thằng Thành cả ngày rồi còn gì. Để em đợi bác Hội vô rồi em chào bác một tiếng. Tùy em. À, anh Phú. Ừ? Hồi nãy em có nghe ba của Hoa nói là anh Thành có nhờ ai đến nhà Hoa nhắn với cổ, nên là cổ mới biết mà tới đây đúng không? Ờ, chắc là mấy thằng bạn của thằng Thành đó. Hồi sáng Trúc em chưa vô, tụi nó có vô đây để thăm thằng Thành. Có khi nào tụi nó biết chuyện của thằng Thành rồi đi nhắn cho cô Hoa đó. Mà thằng Thành này cũng thiệt là, trong khi em tốt với thằng Thành mà nó cứ đeo bám cô nhỏ thương hồ đó. Em đừng có buồn nghe, để có gì anh khuyên nó cho. Dạ. Ờ. Bác. Má. Thằng Thành sao rồi? Đỡ bác chưa con? Bác ngồi đi bác. Dạ, bác sĩ mới khám cho nó. Hồi nãy nó ngất xỉu, bây giờ còn chưa tỉnh lại nữa. Sao vậy? Hồi sáng nó còn khỏe mà. Dạ, hồi nãy cô Hoa có tới đây, rồi anh Thành đánh đuổi theo nên mới... Trời đất ơi, con nhỏ đó nó dám tới đây hả? Má đã dặn rồi không cho nó tiếp cận thằng Thành mà. Con xin lỗi má, tại lúc đó con đi mua thuốc cho thằng Thành, chỉ có Bích ở bên cạnh đó thôi. Con không ngờ là cô lại tới nữa. Dạ, con xin lỗi bác, con không có cản đâu cổ. Cổ lì lợm cứng đầu lắm bác. Con nghĩ cổ không dễ gì buông tha anh Thành đâu. Phú. Dạ. Con kiếm mấy đứa lưu manh tới xử nó, ép nó đi chỗ khác. Má, nhưng mà làm như vậy có ổn không má? Sao lại không ổn? Chỉ còn có cách đó, chứ để nó đeo bám thằng Thành hoài sao? Ờ... Đi liền đi. Ờ, dạ, để con đi kiếm má. Hay là để con chạy đi kiếm chỉ hả? Thôi thôi, trời ơi, trời tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Con không nhớ cái vụ hồi trưa hả? Đợi chút nữa đi coi làm sao. Nếu mà chị hai con chưa về á, là con với má đi qua nhà bác Hội hỏi thử coi. Dạ. Nè, từ nay đi học cũng phải cẩn thận nha không? Tại vì cái ông Quý đó ổng liên lụy con thôi, chứ bình thường có ai đụng gì tới con đâu. Mà má, ông đó ổng liệt thấy ghê luôn á. Con chửi ổng hoài mà ổng cứ đi theo con hoài à. Thiệt á, có bữa con điên lên con chịu hết nổi luôn á. Ý, chị hai về rồi nè má. Về rồi đó. Chị hai. Ờ. Má với em chờ hai từ sớm tới giờ. Bộ hôm nay nhiều việc lắm hay sao vậy con? Dạ, nguyên buổi chiều nay con xin nghỉ, con vô bệnh viện với anh Thành đó má. Nó làm sao rồi? Dạ, cũng còn mệt lắm má. Hai, anh Thành á, ảnh có người nhà với lại bác sĩ chăm sóc rồi. Sao hai không lo tranh thủ về sớm đi? Lúc này á mà đi tối là nguy hiểm dữ lắm á. Thì bác Hội về nhà chưa có ra, với lại chị cũng bỏ công sức cả buổi ở đó rồi, thì phải đợi bác Hội ra chị mới về được chứ. Cái gì mình làm mà xuất phát từ tấm lòng thì dù không gặp tận mặt người ta cũng biết mà. Tất nhiên là con cũng lo cho anh Thành, nhưng mà con cũng phải để cho bác Hội biết chứ má. Ngày mai con sẽ vô trỏng nữa, tới khi nào mà anh Thành khỏe thì thôi. Đây là cơ hội tốt nhất của con, để con chứng minh cho bác Hội thấy con là đứa con dâu xứng đáng nhất. Nhưng mà anh Thành cũng đâu có yêu hai đâu. Hai đều bám vậy, lỡ như ảnh coi thường hai thì sao? Giống như cái ông Quý đó. Đó không phải là đeo bám mà là quan tâm. Từ từ rồi anh Thành cũng sẽ cảm nhận tình cảm của chị, giống như thằng Quý vậy đó. Từ từ rồi em cũng sẽ thấy nó tốt thôi. À, trời. Hồi chiều á nha, em xém nữa là chết vì ổng luôn á. Chuyện gì? Cái ông Quý đó đó, ổng đi đánh lộn với ai, xong rồi á người ta kéo tới để trả thù. Xém nữa em bị dạ lây rồi. Cũng may là có anh Tốt cứu em á. Nè, hay là con nói với thằng Quý đi, thôi đừng có theo con Dân nữa. Đúng rồi đó. Không thôi là mai mốt có chuyện nữa. Chuyện này để từ từ con tính. Dân. Dạ. Hồi nãy em nói thằng Tốt nào vậy? Thì cái anh Tốt đó, ảnh đi ghe thương hồ với lại cậu Tư của ảnh. Mà chị biết không, cậu Tư của ảnh là bạn của Dân. Má nè. À,
Thằng Tốt đó là chồng sắp cưới con Qua đó. Cái gì? Chồng sắp cưới hả? Con Qua đang quen với thằng Thành đó hả? Dạ. Mà đúng là trái đất tròn thiệt. Loay quay cũng gặp lại bọn Thương Hồ đó. Dân. Dạ. Mai mốt em không có qua lại với bọn Thương Hồ đó nữa, biết chưa? Ủa, người ta cứu em chứ có phải giống như ông Quý đâu mà hay cấm em. Nói á thì là mơ nghe giùm cái đi. Ở đó còn cãi nữa. Mấy người đó không có tốt lành gì đâu. Nhưng mà hay kỳ quá à. Hay chưa có gặp người ta sao hay biết người ta không có tốt. Nói tóm lại là dính với con Hoa, dính với cái bọn Thương Hồ đó là ưa con nổi rồi. Lại còn ông Tư Trê nữa. Thôi, nghe lời chị Hai đi con. Dạ, Bích. Con vô tắm rửa đi, rồi má lấy cơm cho ăn. Em mắc học bài rồi. Đi. Dạ. Má nè, má lúc nào cũng bên chị Hai hết trơn á. Thì chị Hai lo cho con thôi mà. Nhà có hai chị em, má không muốn lúc nào hai chị em cũng cự cãi vậy đâu nha. Lo học bài đi. Thì ra là người ta có vợ sắp cưới rồi.